Chương 70 Quách Thiên Khiếu, tưởng khai dự định Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 Quách Thiên Khiếu, tưởng khai dự định Thẳng đến quá khứ hồi lâu, hai vị tăng nhân ba động nội tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sư Huynh, vừa mới hắn nói hắn xuất từ thiên thần tổ chức. Bên cạnh hát pháp thiền sư lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được hỏi. Hát ấn thiền sư ngưng trọng gật đầu, nói nhỏ, thiên thần tổ chức. Tự hồ chưa từng nghe nghe. Đúng vậy, tại Bạch Lạc Thành như thế năm chưa từng nghe qua, không chỉ có như thế, xung quanh mấy ngàn dặm khu quần cư ta cũng đều đi qua, giống như đều chưa từng nghe qua. Hắc Pháp Thiền Sư sắc mặt biến huyển. Đây là một cái. Không người biết đến tổ chức thần bí. Càng mấu chốt chính là. Đối phương đạt được thần chủng. Còn giết chết rất nhiều cao thủ không khỏi là bạch lạc thành thế lực lớn. Đi thôi, nhìn xem cái khác người sống sót đi. Hắc ấn thiền sư ngưng tiếng nói. Bên cạnh tăng nhân chậm rãi gật đầu. Hai người lúc này rời đi nơi đây. Khu quần cư bên ngoài. Tất cả mọi người tại nỗi điên trốn như điên. Mỗi người đều sợ hãi vô cùng, ngay cả đầu cũng không dám về một chút. Sợ vừa quay đầu lại, liền có một ngụm trường đau tại gáy của bọn họ bọn hắn trước đó đồ sát khu quần cư bình dân thời điểm còn không có cảm thấy cái gì nhưng bây giờ tai nạn rơi vào chính bọn hắn trên thân mỗi người đều dị thường sợ hãi hồn phách đều cơ hồ bay ra ngoài tướng quân chết rồi xảy ra chuyện lớn tướng quân bị tên kia giết chết tên kia còn chiếm được thần chủng thần chủng là thật thật tồn tại tại thế mau trốn a à. đám người hỗn loạn tưng bừng liều lĩnh phóng tới rừng rậm tưởng khai Tưởng khai Tại tưởng khai toàn lực kinh hoảng chạy trốn bên trong, bỗng nhiên, một đạo tiếng quát khẽ từ phía sau hắn vang lên, tiếp lấy một bóng người nhanh chóng tiếp cận, chụp vào tưởng khai thân thể. Tưởng khai dọa đến vội vàng trở lại tích đi. Ken một tiếng, trường đao bị đối phương ngăn trở. Người điên rồi, là ta. Quách thiên khiếu gọi lại tưởng khai, lộ ra kinh sợ. Là ngươi, thế nào? Tưởng khai thở hỗn hỉnh, sắc mặt trắng bệch. Vội vàng hướng khu quần cư phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp khu quần cư bên trong không có bất kỳ người nào đuổi theo, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả đều truyền đến nồng đầm cảm giác mệt mỏi, nhất là hai chân, cơ hồ đến bây giờ đều là mềm. Vừa mới bọn hắn tối thiểu có hai ba phút tả hữu đều ở ngơ ngơ ngát ngát bên trong. Cho dù hiện tại khôi phục ý thức, yên nguyên cảm thấy mình hồn phách ở vào phiêu đảng bên trong, hai chân chạy phiêu hồ hồ. Quách Thiên Khiếu cũng thở dài ra một hơi hơi thở, ngừng tiếng nói, "An toàn, tên kia không có đuổi tới." "Đúng vậy a, à, không có đuổi tới, an toàn." Tưởng Khai tái diễn lời của hắn, y nguyên thở hỗn hỉnh. "Đúng rồi, tên kia cũng là người xuyên việt." Quách Thiên Khiếu sắc mặt biến đổi, nói nhỏ. "Người xuyên việt? Làm sao ngươi biết?" Tưởng Khai biến sắc, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ nói: Hành giả Võ Tông. Đúng vậy, lúc trước hắn tự báo tục danh, nói mình là hành giả Võ Tông, cái này không rõ ràng là người xuyên việt. Coi như thế giới này thật có cùng tên người, hắn nhiều nhất gọi là mình vì Võ Tông, nào có xưng mình vì hành giả Võ Tông. Quách Thiên Khiếu lập tức nói, lại một cái thực lực đáng sợ người xuyên việt. Tưởng Khai cả kinh nói, "Không, cái này nào chỉ là đáng sợ." Gia hỏa này nghịch thiên, một người làm lật ra tất cả mọi người ngay cả hắc long quân lần này dẫn đội tướng quân cũng bị tích chết quá khứ lục phẩm cao thủ đơn giản giống như là rơm rạ đồng dạng có thể tưởng tượng tin tức truyền trở về nhất định có thể dẫn phát sóng to gió lớn là càng mấu chốt chính là gia hỏa này đạt được thần chủng hắn tại thế giới hiện thực rốt cuộc là ai hắn là nam thị vẫn là phương thị cùng cái kia thông thiên giáo chủ có quan hệ hay không quách thiên khiếu nghĩ rất xa trong lòng không cách nào bình tĩnh chuyên môn tìm đến tưởng khai thương lượng ngươi hoài nghi hắn cùng cái kia thông thiên giáo chủ là cùng nhau tưởng khai giật mình bỗng nhiên mở miệng nói có thể hay không chính là cùng là một người không có khả năng quách thiên khiếu cực kỳ quả quyết đạo trước đó bị thông thiên giáo chủ giết chết thi thể ta cũng đều nhìn qua tất cả đều là bị khoái kiếm cắt cổ mà chết mà lại thông thiên giáo chủ còn tinh thông ám khí độc công, nhưng gia hỏa này đâu. Hắn đao pháp đại khai đại hợp, sử dụng thủ đoạn tất cả đều là chính diện ngành cương, rõ ràng là cái lỗ mãn tính cách, cùng thông thiên giáo chủ loại kia âm u tác phong căn bản không hợp, cho nên khẳng định không phải cùng là một người. Cũng đúng. Tưởng khai liên tục gật đầu, mở miệng nói, trước đó bị thông thiên giáo chủ giết người, ta cũng nhìn qua, đúng là dạng này, vậy bọn hắn có khả năng hay không là thông một tổ chức? Không rõ ràng, Trừ phi bây giờ đi về nghiệm thi. Quách Thiên khiếu sắc mặt biến đổi. Người điên rồi." Tưởng Khai Thất thanh nói. Lúc này trở về, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. "Tưởng Khai, ngươi có hay không nghĩ tới tính toán cho sau này?" Quách Thiên khiếu lần nữa nói nhỏ, "Đạo, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị tại Hắc Long quân pha trộn cả một đời sao?" Hắc Long quân cao thủ nhiều như mây, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có ta nghe nói ngày bình thường các loại tài nguyên đều muốn dựa vào chính các ngươi tranh đoạt ngươi dạng này tính cách thật thích hợp hắc long quân sao bao quát ta ta tại tứ phương minh cũng chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão mà thôi tóm lại là ăn nhờ ở đậu nhưng trước mắt liền có một cái cơ hội có thể để chúng ta nhất phi trùng thiên cơ hội cơ hội gì tưởng khai hồ nghi nói mảnh này hắc thiết khu quần cư trải qua lần này kiếp nạn về sau đã triệt để phế đi lấy chúng ta tình huống hiện tại, không bằng như vậy lưu lại, liên hợp cái khác làm tin người, lại cẩn thận kinh doanh một chút cái này khu quần cư, đem mảnh này hắc thiết khu quần cư chế tạo thành chúng ta làm tin người chuyên môn một cái căn cứ, đến lúc đó, lấy người ta thủ đoạn còn không phải muốn cái gì có cái đó. Quách thiên khiếu ánh mắt nheo lại, đạo, bất luận là tại hiện thực, vẫn là tại dị giới, chỉ cần chúng ta nắm giữ phần này địa bàn, cũng sẽ phải gió đến gió, muốn mưa được mưa, thậm chí ngay cả trình đội trưởng bên kia cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Chế tạo căn cứ. Tưởng khai trong đầu cũng nhanh chóng suy tư. Không thể không nói, ý nghĩ này xác thực tốt. Nếu có thể đem khối này khu quần cư nắm giữ nơi tay. Như vậy bọn hắn chính là muốn trở thành thổ hoàng đế, cũng không phải không có khả năng. Đâu còn cần phải trở về liếm máu trên lưỡi đao. Nhưng cái kia hành giả võ tòng cùng thông thiên giáo chủ vẫn còn ở đó tưởng khai nói. Ta không cho rằng đối phương sẽ một mực lưu tại nơi này. Quách thiên khiếu ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận phân tích, đạo, thông thiên giáo chủ tính cách âm lãnh, không phải loại kia từ bi người, coi như lưu lại, hắn cũng sẽ không quản chúng ta nhàn sự, mà hành giả võ tòng làm việc bưu hãn, lần này lại phải thần chủng, càng thêm không có khả năng lưu tại nơi này, bởi vì sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Bạch Lạc Thành, đến lúc đó tất cả mọi người biết thần chủng bị hắn đoạt được. Nếu như hắn còn lưu tại nơi này, vậy hắn chính là đồ đần, cho. Nên hắn khẳng định sẽ đi. Vậy chúng ta bây giờ trở về. Tưởng khai thử nói. Lại chờ một chút, tại giả ngoại chờ hai ngày nhìn xem. Quách thiên khiếu nói. Tốt. Tưởng khai cắn răng một cái. Dù sao trên người bọn họ đều có tịch tà ngọc. Tại giả ngoại tìm hốc cây dấu hai ngày, không đến mức xảy ra chuyện đến lúc đó có thể ngay cả những thi thể này cũng cùng nhau nghiệm một chút, nói không chừng có thể phát hiện một vài thứ. Vạn Xuân cửa hàng Dương phóng một đường cuồng cướp mà đến, xác định không ai theo dõi về sau, trực tiếp vượt qua đầu tường, lần nữa quay trở về mình trước đó đào trong huyệt động. Hắn thừa dịp mình còn có thể bảo trì thanh tĩnh, đem nguyên bản nhét vào trong lòng đất thi thể tất cả đều còn tại một bên. Sau đó đem trên người bao lớn nhét vào dưới giường, cẩn thận nắp kỹ ngay tiếp theo mặt nạ cũng cùng nhau gỡ xuống. Làm xong đây hết thảy, Dương Phóng cũng chịu không nổi nữa, lập tức kéo đến một khối tấm thảm, trùng điệp bao lấy thân thể, trực tiếp nằm ở trên giường, lâm vào mê mang. Trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng suy yếu, đem hắn thân thể trong nháy mắt bao trùm. Giống như muốn như vậy ngủ say đồng dạng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 71 thu hoạch to lớn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 Thu hoạch to lớn Hai ngày quá khứ Tuyết lớn lúc ngừng đương thời, hàng phong gào thét, ô ô chói tai. Một chút bông tuyết tại hàng phong quét dưới, trực tiếp dọc theo dương phóng chỗ địa động cửa vào, hướng về toàn bộ địa quật phía dưới thổi đi. Khiến cho địa quật bên trong đều trở nên ẩm ướt cộc cộc một mảnh. Dương phóng thân thể không nhúc nhích, y nguyên ở vào trong mê ngủ. Mãi cho đến ngày thứ ba buổi sáng, thân thể của hắn mới rốt cục có động tĩnh, ngón tay không bị khống chế co quất, tiếp lấy một đôi nặng nề mí mắt cũng bắt đầu chậm rãi mở ra, bờ môi khô nứt, lại đói vừa khát. Ánh mắt của hắn hướng về ẩm ướt mờ tối địa cuộc nhìn lại. Ngọn đèn đã sớm dập tắt. Địa cuộc phía trên bộc lộ ra từng đợt sáng ngời. Còn có giọt 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 nước từ vách động hướng xuống nhỏ xuống. Dương Phóng chật vật dậy dù đứng dậy, lại phát hiện toàn thân trên dưới không chỗ không đau, thật giống như lâu không rèn luyện thân thể mạnh mẽ sau khi rèn luyện, sinh ra di chứng đồng dạng. Ta đây là ngủ mê bao lâu? Khác quá, thật đói. Dương Phóng thở hổn hển. Cũng may hắn kịp thời tỉnh lại, không phải có thể hay không tại trong mê ngủ chết khác hoặc là chết đói quá khứ. Dương Phóng lung la lung lay đứng dậy, nhanh chóng đi hướng một bên vạt nước, dùng bầu nước múc một bầu trước đó dự trữ thanh thủy, hướng về trong mồng trót xuống dưới. Từng ực từng ực, ực. Một hơi uống trồng rã nửa bầu. Loại kia khác nước cảm giác yên nguyên còn tại. Thật giống như không quản uống bao nhiêu nước, đều sẽ khác nước đồng dạng. Chất điện phân hỗn loạn. Xem ra hắn mê mang thời gian nhất định rất dài, không phải sẽ không như vậy. Dương phóng thoáng qua lại cảm nhận được nồng đậm đói khác hắn từ bên cạnh mang tới trước đó dự trữ ăn thịt nhặt lên một thanh trường kiếm đem nó bốc lên sau đó ở trong hang bên trong bắt đầu nhóm lửa cũng may trước đó cũng trữ bị không ít củi khô mặc dù mặt ngoài một tầng có chút ướt sũng nhưng phía dưới coi như làm dương phóng từ nơi không xa trên thi thể cởi xuống một bộ y phục sau khi đốt đem củi khô rơi vào phía trên sau đó dùng trường kiếm chọn một khối thịt heo bắt đầu thiêu đốt từng mảnh từng mảnh mở heo rơi xuống xì xì rung động, thỉnh thoảng lại bốc lên từng đợt khói trắng. Dương Phóng nghe nước bọt chảy ròng. Trong lòng của hắn dâng lên một tia may mắn, lần này có thể xử lý đám người, dết ra khỏi trùng vây, vận khí chiếm rất lớn thành phần. Lúc ấy Phạm là có một vị tứ phẩm cao thủ không có đào tẩu. Mà là quay người cho hắn một kiếm, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm ý thức được cẩn thận tầm quan trọng sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể giống như dạng này. Trong khoảng thời gian này, mình tự hồ ẩn ẩn có chút nhỏ bành trướng. Dương phóng thầm than. Hơn nửa canh giờ. Trên thân kiếm thịt heo rốt cục bị nướng chín. Dương phóng đơn giản trải lên một chút muối thô về sau, trực tiếp bắt đầu gặm ăn. Mà ăn uống no đủ về sau, Dương Phóng lúc này kiểm tra lên thân thể của mình, toàn thân trên dưới xanh một miếng tử một khối, nhiều chỗ mềm tổ chức bị kéo thương. Nhắm mắt nội thị, chỉ gặp thể nội mấy đường kinh mạch cũng xuất hiện khe hở. Nội khí một vận, liền truyền đến từng tia từng tia đau nhức cảm giác. Bạo khí quyết di chứng. Dương phóng nhíu mày. Cũng may cái này mấy đầu kinh mạch đều không phải là chủ yếu kinh mạch, quẩn dưỡng mấy ngày hẳn là liền có thể chậm rãi khôi phục. Nếu là chủ yếu kinh mạch thụ thương, không có mấy tháng thời gian, căn bản không trông cậy vào có thế khôi phục hơn nữa còn sẽ đại đại ảnh hưởng thực lực cái này cũng cùng hắn bạo khí quyết tu luyện cảnh giới có quan hệ dù sao lúc trước hắn bạo khí quyết chỉ là vừa đến đệ nhất trọng cảnh giới tìm lực kích phát ít tương ứng mang tới tệ nạn cũng nhỏ nếu là hắn bạo khí quyết đạt đến thứ ba hoặc cảnh giới thứ tư như vậy lần này cũng không phải là tổn thương mấy đầu nhỏ kinh mạch đơn giản như vậy dương phóng nhắm mắt ngồi xếp bằng vận chuyển nội công hô hấp thổ nạp sau khi đem thể nội nội khí triệt để bổ đầy, sau đó lần nữa đứng dậy, đem mình trước đó giấu ở dưới giường cái kia thật dày bao khỏa lấy ra. Trước đó hắn chỉ lo thu lấy, căn bản chưa kịp xem xét. Bây giờ có thời gian, tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút lần này thu hàng. Hắn đem bao khỏa để lên bàn, lại đốt sáng lên ngọn đèn, trực tiếp đem bao khỏa mở ra. Chỉ gặp bên trong rực rỡ muôn màu, đủ loại đồ vật, cơ hồ cái gì cần có đều có. Dương Phóng trực tiếp nhìn miệng khô lưỡi khô. Hắn thừa nhận hắn chưa thấy qua việc đời. Như thế một bao lớn đồ vật, trực tiếp để hắn có loại tim đập loạn cảm giác. Riêng là vàng lá, bí đỏ tử liền đạt tới hơn 40 khỏa cái khác nén bạc, bạc vùng càng là tràn đầy một đống lớn. Bên cạnh còn có ban chỉ, ngọc khí, nội giáp, đan dược, tịch tà ngọc. Cùng hai quyển nhan sắc ố vàng bí tịch. Dương Phóng cầm lấy kia hai quyển bí tịch chỉ gặp một bản trên đó viết hát băng chưởng một bản thì viết thích kiếm thuật dương phóng đầu tiên là lật xem đệ nhất bản tra xét đây là một môn độc công luyện thành chưởng lực bên trong sẽ xuất hiện hàng độc đánh vào trên thân người nhẹ thì có thể khiến người ta hàng độc nhập thể chịu đủ tra tấn nặng thì sẽ phá hủy nội tạng tại chỗ chết thảm nói cách khác cái này tương đương với dị giới bản huyền minh thần chưởng hàng độc chi lực để cho người ta khó có thể chịu đựng. Dương Phóng càng xem càng là ngạc nhiên, sau đó đem bản này hát băng trưởng đặt ở một bên, lại cầm lấy bên cạnh thích kiếm thuật, quan sát. Bản này thích kiếm thuật càng thêm huyền diệu. Thông thiên trên dưới, tất cả kiếm chiêu vậy mà tất cả đều là đâm, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Giảng cứu bằng nhanh nhất tốc độ, nhất xảo trá góc độ đâm về địch nhân yếu hại. Kiếm, vốn là lấy đâm làm chủ cái gọi là gọt, chặt, chọn đều chỉ là kéo dài công năng. Quyển công pháp này lại bỏ đi tất cả kéo dài công năng, đem đâm chữ phát huy đến cực hạn. Luyện đến mạnh nhất cảnh giới. Nghe nói có thể một dây đâm ra 28 kiếm. Quả nhiên hung hiểm khó lường. Hảo kiếm pháp, bản này thích kiếm thuật cùng ta sở tu âm ảnh thân pháp phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Dương Phóng thầm nghĩ hắn đem quyển bí tịch này cũng đặt ở một bên, lại nắm lên trong bao món kia nội giáp. Toàn bộ nội giáp, chỉ có trước ngực cùng phía sau lưng khu vực, toàn thân ngân quan lóng lánh, sát vì bất phàm. Hơn nữa thoạt nhìn, tự hồ cũng không phải là bình thường kim loại đúc thành. Giống như là một chút dị thú lân giáp. Dương Phóng nắm lên trường đao, trực tiếp hướng về trước mắt nội giáp hung hăng bổ một đao xuống dưới. Ken. Hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm giòn nhẹ. Đội giáp mặt ngoài ngoại trừ một đạo dấu vết mờ mờ bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ tổn thương gì. Bảo bối tốt. Dương phóng mừng thầm. Trong lúc này giáp mặt lên người, tuyệt đối có thể chống đỡ được lục phẩm hậu kỳ, thậm chí thất phẩm cao thủ tập kích. Bất quá Dương Phóng cũng không biết trong lúc này giáp là từ ai trên thân lột xuống. Dù sao lúc trước hắn giết người, đều là một đau chặt đầu, cơ hồ không có chặt thân thể cho nên trong lúc này giáp mạnh hơn, lúc trước cũng không thể bảo vệ chủ nhân. Dương Phóng lúc này cởi áo, đem mình bên trong trước đó xuyên nhuyễn giáp cởi ra, chuẩn bị thay đổi cái này mới nội giáp. Kết quả nhuyễn giáp vừa mới cởi, bên trong truyền đến từng đợt gây mũi gây mũi khí tức tanh hôi. Trước đó nhiễm lên huyết dịch, thế mà đã sớm ngưng tụ thành từng khối. Giờ phút này cởi một cái xuống tới, đơn giản muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Tắm rửa đi. Dương Phóng mày nhăn lại. Ngay cả chính hắn đều ghét bỏ từ bản thân. Hắn lúc này bắt đầu ở trong lòng đất nổi lên nước nóng. Nấu nước trong lúc đó, hắn tiếp tục quan sát bao khỏa bên trong những vật khác. Khi mấy bình, bình 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 lọ lọ đang dược, không chỉ là thứ gì, hắn cẩn thận ngửi ngửi, nhưng cũng không có nghe được bất luận cái gì kịch độc khí tức. Bất quá tùy tiện phía dưới, hắn cũng không dám ăn bậy, đành phải nhìn đau đem nó hủy đi. Sau đó, hắn lại đem trước bao khỏa lấy ra, đem còn lại vàng bạc tất cả đều đổ vào cùng một chỗ, cẩn thận thanh điểm. Một phen thanh điểm, Dương Phóng lần nữa đại hỷ. Vàng lá, bí đỏ tử. 49 khỏa. Bạc. Hai 195 lượng đồng tiền. 3450 mai. Ngọc khí, đồ cổ. 79 kiện. Tịch tà ngọc. 74 kiện nếu là chỉ coi cái ông nhà giàu đời này đều không cần buồn coi như cùng cái khác người xuyên việt thay người tệ đây cũng là mấy trăm triệu nhân tệ dương phóng thầm nghĩ đáng tiếc đáng tiếc hắn căn bản không thể tùy tiện đi cùng những người khác giao dịch coi như giao dịch cũng chỉ có thể duy nhất một lần thay cái mười mấy lượng bạc nhiều liền tất nhiên sẽ dẫn phát hoài nghi mà lại ở cái thế giới này hắn tóm lại là muốn tiếp tục tu luyện cùng văn phú vũ Càng đến hậu kỳ, luyện võ càng là một cái động không đấy. Cho nên nhìn như rất nhiều, sau này một khi mua sắm các loại đang dược, vẫn là không khỏi sẽ bị cấp tốc tiêu hao. Dương phóng đem những tài phú này tách ra cất giữ, trang rồng đã hai đại bao, sau đó đem kiện hàng này lần nữa đặt ở dưới giường, thích đáng bảo tồn. Nước nóng đã đốt lên. Hắn ngã xuống trong thùng tắm về sau, thêm chút nước lạnh, bắt đầu nhảy vào đi thanh tẩy. Ngoại giới phong tuyết dừng lại. Mặt đất một mảnh trắng xóa. Hắc hổ ban tổng bộ bên trong. Hai đạo lén lén lúc lúc bóng người, ngay tại cẩn thận kiểm tra thi thể trên mặt đất. Theo từng cổ thi thể bị bọn hắn kiểm tra, hai người sắc mặt đã càng ngày càng ngưng trọng. Đến cuối cùng trực tiếp lộ ra kinh hải, khó có thể tin, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Xác định A. À. Đúng vậy, có kịch độc vết tích, kiếm tháp bích thủy, hoang dã, bạch nguyệt lâu bạch phong bạch kiếm còn có tứ phương minh trưởng lão trên thân tất cả đều có dấu hiệu trúng độc cái này hành giả võ tòng hơn phân nửa cùng thông thiên giáo chủ là cùng một bọn ai đi mau đi mau đừng lại nhìn hai người trong lòng đã không dám suy nghĩ nhiều thật chẳng lẽ có cái gì bọn hắn không biết tổ chức thần bí hai người vội vàng rời đi hướng về đông phường một chỗ nhỏ phá ốc tiến đến tổn hại phòng ốc bên trong Bóng người hội tụ. Khoảng chừng mấy chục người chen chúc ở đây, trong miệng thỉnh thoảng lại a à ra từng đợt bạch khí. Quách Thiên Khiếu, Tưởng Khai hai người một đường chạy đến, trực tiếp từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, đem cửa phòng lần nữa khép kín, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. "Quách đội trưởng, Tưởng đội trưởng, tình huống thế nào?" Phòng ốc bên trong đám người nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía hai người. Một ngày trước bọn hắn liền đã từ quách thiên khiếu hai người nơi đó giải được khu quần cư bên trong phát sinh hết thảy. Biết có một cái tự xưng hành giả võ tông, tồn tại đáng sợ đạt được thần chủng, cũng đại khai sát giới, đem từng cái thế lực cường giả tất cả đều giết tâm nước sợ hãi, hết thảy đào tẩu. Có thể khẳng định là, cái kia hành giả võ tông tuyệt đối cũng là người xuyên Việt. Khó nói, khó nói. Quách thiên khiếu sắc mặt phức tạp, đạo, dù sao những cái kia cao thủ liều chết trên thân đều có trúng độc vết tích hành giả võ tòng cùng thông thiên giáo chủ có phải hay không cùng một người ai cũng không dám xác định coi như không phải cùng một người cũng khẳng định có quan hệ liên tốt không nói chuyện này để các ngươi liên hệ người làm sao dạng hắn thoáng qua nhìn về phía đám người quách đội trưởng phàm là trước đó nhận biết chúng ta đều có liên lạc một vị hán tử đứng dậy nói nhưng không biết có phải hay không là còn có những người khác may mắn còn sống sót. Buổi chiều chúng ta lại đi liên lạc một chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Cự tuyệt mời Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 72 Cự tuyệt mời, tốt, tranh thủ đem còn lại lam tin người toàn bộ liên hệ với. Quách thiên khiếu gật đầu, thực sự liên lạc không được chờ trở về sau lại liên hệ đại gia không muốn quá bi thương tai nạn đã triệt để đi qua sau này mảnh này khu quần cư đem rất có thể là địa bàn của chúng ta địa bàn của chúng ta quách đội trưởng các ngươi có kế hoạch gì hay sao đúng vậy a à, chẳng lẽ chúng ta muốn đi đoạt địa bàn các vị trước hết nghe ta nói xong quách thiên khiếu nhẹ nhàng khoát tay đạo cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc lần này khu quần cư náo động, tất cả cao thủ cơ hồ toàn bộ chết hết, coi như không chết cũng đều tại hai ngày này trực tiếp chạy trốn, bây giờ khu quần cư bách phế đại hưng, chính là chúng ta làm một sự nghiệp lấy lưng thời điểm, nếu là chúng ta lúc này tổ kiến ban phái, cấp tốc chiếm lĩnh khu quần cư, nói không chừng có thể đem mảnh này khu quần cư chế tạo thành chúng ta làm tin một cái căn cứ. Đến lúc đó còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà lại một khi chúng ta thành lập khu quần cư thành công, trình đội trưởng bên kia cũng khẳng định sẽ đại đại khen ngợi chúng ta. Chế tạo thành căn cứ. Biện pháp tốt. Thật sự là biện pháp tốt. Chỉ là có hay không nguy hiểm. Đám người nhao nhao sao động. Nguy hiểm khẳng định có một chút, nhưng là chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua quá khứ. Quách Thiên Khiếu tiếp tục mở miệng, chúng ta người nơi này trọn vẹn 46 vị, lại có ta vị này ngũ phẩm cao thủ chấn trận, toàn bộ khu quần cư bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng chúng ta chống lại, chỉ cần bắt được kỳ ngộ, nhất định có thế thành tựu đại sự. tốt, tốt a, à. quách đội trưởng, vậy chúng ta buổi chiều lại đi liên hệ liên hệ, nói không chừng còn có cái khác may mắn còn sống sót làm tin người. đúng, nhân số càng nhiều càng tốt, chúng ta nhiều như vậy làm tin người đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thế rất nhanh chiếm lĩnh nơi này lúc xế chiều. Dương Phóng đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Món kia ngân quan lóng lánh nội giáp cũng bị mặc vào người. Dương Phóng lần nữa bận rộn, đem trước dấu ở trong lòng đất thi thể từng cổ ra bên ngoài dọn đi. Mặc dù là mùa đông, thi thể sẽ không bốc mùi, nhưng là cùng một đám thi thể ngủ nhiều ngày như vậy, vẫn là không khỏi trong lòng cách ứng. Thu thập xong đại nhất sẽ, hắn mới rốt cục đem tất cả thi thể xử lý sạch sẽ. Dương Phóng lại hướng về tiền đường đi đến. Chỉ gặp toàn bộ tiền đường hỗn loạn tưng bừng. Tủ thuốc, thuốc đài tất cả đều bị ngã ngửa trên mặt đất. Các loại dược liệu tản mát đầy đất đều là. Rất nhiều dược liệu đã che kín hơi ẩm. Dương Phóng đành phải tìm đồ vật, tạm thời đem những dược liệu này thu sạch lên, để trời nắng thời điểm lấy thêm ra đến phơi nắng. Đợi đến hết thảy thu thập thỏa đáng, Dương Phóng đi ra cửa hàng, hướng về phường thị bước đi. Chuẩn bị nhìn xem còn có hay không bán dưỡng khí đang địa phương. Kết quả đoạn đường này đi tới, vì thường tiêu điều, khắp nơi đều là tàn phá phòng ốc. Thập thất cửu không. Cho dù còn có một người sống sót tại, cũng đều là trên mặt tuyệt vọng, trong nhà đồ trắng, tại tiếng buồn bã khóc trống. Phương thị khu vực thì trở nên càng thêm không chịu nổi. Trước đó bán các loại đồ vật cửa hàng không có một chỗ hoàn hảo. Bên trong quầy hàng bị lật đến một mảnh lộn xộn, tất cả mọi thứ đều bị cướp một ánh sáng chưởng quỷ ngươi còn sống còn có dưỡng khí đang sao dương phóng hai mắt tỏa sáng nhìn trước mắt một chỗ tổn hại cửa hàng tàn phá cửa hàng bên trong một cái thân hình tiêu điều nam tử trung niên đưa lưng về phía dương phóng không nhúc nhích nhìn xem cửa hàng thở dài không thôi nghe được dương phóng thanh âm về sau chưởng quỷ quay đầu nhìn lại tuyệt vọng lắc đầu không có cái gì cũng bị mất đang dược bí tịch lương thực tất cả đều bị cướp sạch mùa đông này nhất định xong dương phóng lại hướng về cái khác cửa hàng đi đến sau đó hắn lại tuần tự đi dạo tiệm vũ khí vừa gạo hàng thịt đều không ngoại lệ tất cả đều dị thường tiêu điều đang dược bí tịch bị cướp ngược lại cũng dễ nói thế nhưng là lương thực bị cướp tuyệt đối sẽ chết đói rất nhiều người dương phóng tự nói không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống khu quần cư yên nguyên sẽ không bình tĩnh. Những người còn lại hoặc là di chuyển, hoặc là tương hỗ chiến đấu. Trước đó những cái kia lương thực bị Hắc Long quân cướp đi, mặc dù Hắc Long quân thủ lĩnh bị hắn giết chết, nhưng này chút lương thực bị bọn hắn đặt ở chỗ nào, hắn cũng không biết. Có lẽ tại hắn lúc hôn mê, lương thực liền bị người chở đi. Dương Phóng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng về trụ sở trở về. Cũng may hắn sớm độn 300 cân gạo, tiết kiệm một chút ăn, hẳn là có thể chịu một đông. Nếu là thực sự không được, vậy hắn cũng chỉ có mạo hiểm di chuyển, hướng Bạch Lạc Thành tiến đến. Đi ngang qua một chỗ ngõ nhỏ thời điểm, đâm đầu đi tới một người, kém chút đụng vào dương phóng trên thân. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Dương đạo, ngươi còn sống. Lưu trưởng lão. Dương phóng thất thanh nói. Hắc hổ ban lưu trưởng lão thế mà cũng không chết. Lưu trưởng lão một mặt phức tạp, mặc một bộ màu xanh áo bông, trên đầu mang theo một đỉnh không biết tên lông thú chế thành mũ, trong miệng thở ra khói trắng, đạo, thật là ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà cũng còn sống. Đúng, ngày đó ngươi là thế nào chạy mất? Ngày đó đột nhiên gặp được tập kích về sau, ta liền liều mạng hướng rừng chỗ sau bỏ chạy, về sau chạy trước chạy trước phát hiện không ai đuổi theo, ta liền lặng lẽ quay trở về khu quần cư, những ngày này ta một mực trốn ở lòng đất, lúc này mới may mắn thoát khỏi tài khó dương phóng nói lưu trưởng lão ngươi đây ai ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm lưu trưởng lão thở dài đạo may mắn ta trước đó học ngươi trong lòng đất đào đồng sâu không phải khẳng định một con đường chết đúng ngươi bên kia còn có ăn sao còn có một số nhưng cũng không nhiều dương phóng đáp lại nếu là không đủ lời nói ngươi tìm ta muốn đi hắc hổ ban hiện tại khả năng liền thừa hai người chúng ta còn sống ta tám phòng tiểu thiếp ba con trai ngày hôm đó tất cả đều chết rồi ta thành người cô đơn dưới nền đất còn đồn tám trăm cân gạo người đến chuyển đi dù sao ta cũng ăn không hết lưu trưởng lão nói lưu trưởng lão còn xin nén bi thương quá khứ liền đi qua tóm lại là muốn nhìn đằng trước lưu trưởng lão vỗ vỗ dương phóng bả vai đạo ngươi còn cần cái gì sau này đều tới tìm ta trước đó ta động không ít đồ vật chỉ dựa vào mình khẳng định dùng không hết dương phóng liên tục gật đầu vậy ta tiếp tục hướng phía trước vừa đi nhìn một chút lưu trưởng lão chỉ chỉ phía trước lưu trưởng lão đi thông thả hai người như vậy cáo biệt nửa giờ sau dương phóng vừa mới trở về không lâu bên ngoài liền có một đạo lén lén lúc lúc bóng người xuất hiện chưởng quỷ ở đây sao đạo nhân ảnh kia xa xa hướng về cửa hàng bên trong hô dương phóng lộ ra hồ nghi quay người nhìn lại chỉ gặp một người mặc màu đậm áo bông thanh niên nam tử tại nhìn về phía này phát hiện đến dương phóng về sau sắc mặt đại hỷ đạo dương phóng còn nhớ ta không là ta địa sản tiểu hồ dương phóng cũng rất nhanh nhận ra người tới lúc này bước nhanh đi ra đạo sao ngươi lại tới đây ngươi cũng còn sống thật sự là quá tốt chúng ta làm tin người nói đến cùng là phúc lớn mệnh đại tạo hóa lớn, lần này may mắn còn sống sót tối thiểu có năm 60 cái. Địa sản tiểu hồ vui vẻ nói, tốt, nói ngắn gọn, hiện tại quách đội trưởng, tưởng đội trưởng chuẩn bị dẫn đầu chúng ta những này làm tin người chiếm lĩnh khu quần cư, đem khu quần cư chế tạo thành chúng ta làm tin chuyên môn căn cứ, cố ý để cho ta đến đây liên hệ cái khác may mắn còn sống sót làm tin người, ngươi mau cùng ta đi thôi. Chiếm lĩnh khu quần cư dương phóng sắc mặt khẽ giật mình bọn gia hỏa này to gan như vậy sao kỳ thật thực lực của ta rất kém cỏi chỉ có nhị phẩm sơ kỳ sợ là không giúp được cái gì giúp dương phóng nói không thể nghĩ như vậy lần này là tập thể hành động cũng không phải chỉ dựa vào cá nhân võ lực huống hồ quách đội trưởng là ngũ phẩm cao thủ tưởng đội trưởng cũng là tứ phẩm đại thành nói đột phá đã đột phá đến lúc đó chúng ta chính là có hai vị ngũ phẩm cao thủ trấn tràng tử đoạt lấy chỗ này khu quần cư dư xài, ngươi trước theo ta đi. Địa sản tiểu hồ không nói lời gì, dắt Dương Phóng, liền hướng về bên ngoài đi đến. Dương Phóng tránh thoát bàn tay của hắn, đạo, được rồi, ta không đi, ta hiện tại chỉ muốn đàng hoàng làm cái trưởng quỷ, thực sự không muốn tranh bá. Ngươi! Địa sản tiểu hồ kinh ngạc nhìn về phía Dương Phóng, ngươi người này làm sao như thế không có tập thể vinh dự cảm giác, đây là vì tất cả làm tin người mưu phúc chuyện lợi một khi đánh xuống khu quần cư ngươi cũng sẽ đi theo đạt được rất tốt đẹp chỗ mà lại sau này trở lại thế giới hiện thực trình đội trưởng cũng khẳng định sẽ để cho chúng ta thừa cơ cầm xuống khu quần cư ta là thực sự không phải nguyên liệu đó xin lỗi dương phóng lần nữa cự tuyệt đạo ta liền muốn an ổn sống sót là được ngươi gia hỏa này quá không nghĩ tiến thủ đi ngươi chờ ngươi sau này khẳng định sẽ hối hận địa sản tiểu hồ khí cắn răng hắn thực sự không nghĩ tới làm tin người bên trong còn có loại này độ hèn nhát. Dạng này người chú định cả một đời tầm thường. Hắn trực tiếp phẫn nộ phất tay áo rời đi. Dương phóng trong lòng mãnh liệt. Đám người kia là thật không biết chết là viết như thế nào. Đánh xuống khu quần cư. Nói nghe thì dễ. Tam hà ban côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa, coi như ban chủ bị mình xử lý, nhưng còn có trưởng lão, còn có cốt cán, muốn nuốt mất khu quần cư, khẳng định phải cùng Tam Hà Bang lên xung đột. bọn này lâm tin người ít nhất phải chết một nửa. bất quá, vẫn là câu nói kia. hắn hiện tại cái gì đều không muốn hỏi, hết thảy lấy điều thấp phát dục làm chủ. một chỗ chiếm diện tích rộng lớn sân rộng, vốn là được phương thương hội tổng bộ chỗ. được phương thương hội tao ngộ huyết tẩy về sau, toàn bộ thương hội cơ hội chết hết hiện tại nơi này trực tiếp trở thành lam tinh người hội tụ địa điểm. Rộng rãi trong hành lang. Bóng người lít nha lít nhít, lần nữa hội tụ đại lượng lam tinh người. Tưởng khai cẩn thận kiểm lại một chút, sắc mặt đại hỷ. Nơi này trọn vẹn hội tụ 62 vị lam tinh người. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy lam tinh người may mắn còn sống sót. Có cái này 62 người tại. Đại sự có thể thành. Tiểu hồ ngươi đã đến, còn có cái khác người sống sót sao? Tưởng khai lúc này nhìn về phía địa sản tiểu hồ. Địa sản tiểu hồ một đường phẫn nộ từ bên ngoài chạy, đạo, móa nó, đừng nói nữa, gặp được một kẻ hèn nhát, vạn xuân cửa hàng trưởng quỷ thế mà cũng còn sống, nhưng ta đi mời hắn thời điểm, hắn trực tiếp cự tuyệt ta, nói hắn chỉ muốn làm cái an ổn trưởng quỷ, không muốn tham dự tranh bá, tại sao có thể có loại người này, một điểm tập thể vinh dự cảm giác cũng không có còn có người cự tuyệt. Gia hỏa này vẫn là không phải làm tin người. Mẹ nó, quá nhát gan đi. Ta đi giáo huấn một chút hắn, nói cho hắn biết cái gì gọi là gia chi không còn lông đem chỗ này phụ. Đúng rồi. Đại điện bên trong cái khác làm tin người rất nhanh kêu la. Được rồi, được rồi. Quách thiên khiếu bàn tay vung lên, ngăn lại lời của mọi người, thản nhiên nói, đã hắn không nguyện ý đến coi như xong, kia là chính hắn sự tình, bất quá sau này chúng ta nếu là đặt xuống khu quần cư, hắn lại ưỡng nghiêm mặt gia tìm chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không phản ứng hắn. Đúng đấy, có tiểu tử này hối hận thời điểm. Chúng ta ăn thịt, hắn ngay cả khẩu thang cũng đừng hát. Quách đội trưởng, mau nói kế hoạch đi. Đám người lần nữa kêu la. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 quyền lợi mê người mắt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 73 Quyền lợi mê người mắt Thời gian vượt qua Liên tục mấy ngày quá khứ Dương phóng một mực tại cửa hàng bên trong chăm chú tu luyện Bên ngoài bây giờ không có nguy hiểm Hắn đã không còn ở lại dưới mặt đất Mà là trực tiếp dời đi lên Mấy ngày quá khứ Tại hắn cẩn thận điều dưỡng phía dưới trên người hắn trước đó lưu lại ám thương đã dần dần khôi phục, da thịt bên trên tím xanh đại bộ phận tiêu trừ, chỉ là thể nội kia mấy chỗ nhỏ kinh mạch y nguyên còn không có triệt để khép lại. Nội thương cuối cùng sẽ sau ngoại thương khó trị. Điểm này hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Trong sân, dương phóng thân trên trần trụi, lộ ra trắng chắc cơ ngực cùng cơ bụng, huy động trường kiếm, tại một chiêu một thức luyện tập kiếm thuật. Mấy ngày qua, hắn đem nguyên bản đã đại thành nhưng điểm kinh nghiệm lại chưa viên mãn công pháp tất cả đều cho triệt để tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ngay tiếp theo thích kiếm thuật cũng bị hắn tu luyện tới nhập môn tình trạng. Chỉ từ nhập môn điểm kinh nghiệm đến xem, môn này thích kiếm thuật liền so với hắn trước mắt sở tu bất kỳ cái gì công pháp đều mạnh hơn. Bình thường công pháp tại nhập môn thời điểm mới 100 điểm kinh nghiệm, tốt một chút cũng mới 300. Nhưng thích kiếm thuật lại trực tiếp là 500 có thể thấy được không phải bình thường. Tại dương phóng trong sân toàn lực lúc tu luyện, ngoại giới gió nổi mây phun, cũng không bình tĩnh. Một mặt là khu quần cư nghiêm trọng thiếu lương tạo thành hỗn loạn. Mấy ngày trôi qua, lương thực giá cả trực tiếp đã tăng tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, là trước kia rồng đã gấp 10. Thậm chí cho dù đã tăng tới gấp 10 giá cả, vẫn là rất khó mua được. Rất nhiều người vì một miếng ăn, không tiếc bí quá hóa liều, lần nữa leo tường vọt hộ. Gặp được nhân từ điểm còn tốt, nhiều lắm là đem lương thực cướp đi, gặp được thủ đoạn hắc, ngay cả tính mạng cũng cùng nhau thu hoạch. Còn có người, thực sự cùng đường mạc lộ, lại trực tiếp đào ra một chút thi thể ra. Toàn bộ khu quần cư nhìn so trước đó chẳng tốt đẹp gì. Tự hồ kinh lịch lần trước trung chuyển về sau, khu quần cư trật tự đã triệt để loạn. Mà ngoại trừ lương thực nguy cơ bên ngoài, một phương diện khác chính là địa bàn vấn đề cơ hồ tại địa sản tiểu hồ từ dương phóng nơi này cách mở ngày thứ ba ban đêm quách thiên khiếu tưởng khai liền dẫn người bắt đầu đồng thủ một đám người trực tiếp già dạ tập tam hà bang kịch chiến hơn nửa đêm song phương lẫn nhau có tử thương cuối cùng tại chết mất 14 vị lam tinh nhân chi về sau quách thiên khiếu tưởng khai rốt cục cầm xuống tam hà bang mà tại cầm xuống tam hà bang về sau bọn hắn lập tức mang theo tam hà bang vốn có bang chúng cùng còn lại một đám lam tinh người hướng về vạn phúc thương hội thanh mộc bang chờ còn sót lại thế lực quét sạch mà đi sau đó lại là liên tục náo động ba ngày lần nữa nỗ lực 12 vị lam tinh người cùng một đám tam hà bang bang chúng tính mệnh về sau rốt cục vạn phúc thương hội thanh mộc bang bắt đầu chịu thua đáp ứng nhường ra tất cả đường đi cùng địa bàn bọn hắn sẽ tại không ngày sau tiến hành di chuyển rời xa khu quần cư tin tức này vừa ra, lập tức để còn lại lam tin người toàn bộ nhảy cẩn hoang hô. Những ngày này liên tục không ngừng chiến đấu, để bọn hắn tổn thất nặng nề, mỗi cái lam tin người đều trở nên nơm nớp lo sợ, sợ kế tiếp chết sẽ là chính mình. Thậm chí tại trong mấy ngày này, không chỉ một lam tin người thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn, không muốn đánh nữa. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt này, vạn phúc thương hội, thanh mộc ban thế mà chủ động rút lui. Nói cách khác, từ đó về sau, mảnh này khu quần cư đem triệt để trở thành bọn họ. Giờ phút này, Tam Hà ban tổng bộ trong hành lang. Từng dãy tòa đèn sang sát, đèn đuốc lập lòe. Chỉ còn lại hơn 10 vị lam tinh người, tất cả đều hội tụ một đường, sắc mặt ẩn hàm kích động, ánh mắt sáng ngời, hướng về phía trước nhất quách thiên khiếu, tưởng khai nhìn lại. Nguyên bản 62 người lam tinh người đội hình, giờ phút này chăm chú còn lại 32 người ngoại trừ chết mất 26 người bên ngoài, còn có 4 người là trước mấy ngày lâm trận bỏ chạy, vùng trộm chạy thoát. Chỉ còn lại cái này 32 người, khí chất cũng đã trở nên cùng trước đó rõ ràng bất đồng. Mỗi người trên thân đều đã mang theo ẩn ẩn huyết tinh cùng lệ khí. Không thể nghi ngờ, những ngày này chiến đấu cùng vết chóc đã đại đại cải biến nội tâm của bọn hắn. Mặc dù trước đó thời điểm, trong tay bọn họ đều giết qua người, nhưng lại tất cả đều là bị buộc giết người mỗi người thực chất bên trong cũng còn cho là mình là người tốt. Mình chỉ là sinh hoạt tại hắc ám hoàn cảnh, bất đắc dĩ tiến hành tự vệ mà thôi. Nhưng giờ khắc này, tất cả thiện lương cùng thuần chân tự hồ tất cả đều biến mất. Mỗi người đều biến thành mười phần kẻ giả tâm, tâm tính bành trướng. Các vị, nghe ta một lời, nếu là không có chúng ta quách đội trưởng, cái này tam hà ban tổng bộ, chúng ta tiến tới sao? Tưởng khai bỗng nhiên hét lớn không thể, không có quách đội trưởng, chúng ta nào dám tới gần Tam Hà Bang. Đúng đấy, Tam Hà Bang là khu quần cư đệ nhất đại bang, coi như trước đó bang chủ chết rồi, chúng ta cũng không dám trêu chọc. Quách đội trưởng lao khổ công cao. Đám người nhao nhao kêu lên. Tưởng khai lập tức hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua quách thiên khiếu, tiếp tục uống nói, như thế ngày qua, chúng ta liên tục chiến đấu, tử thương không ít đồng bào, điểm này quách đội trưởng đều ghi tạc trong lòng, nhưng cũng may tất cả cực khổ đã qua, bây giờ mảnh này khu quần cư triệt để trở thành địa bàn của chúng ta, quách đội trưởng hữu tâm một lần nữa thành lập một cái làm tinh nhân chí thượng, ban phái, đại gia nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý. Ủng hộ quách đội trưởng. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Bỗng nhiên, trong đám người một đại hán, Ngưu Ca, đứng dậy, song quyền ông một cái, mở miệng quát, quách đội trưởng, tưởng đội trưởng, các ngươi nhân nghĩa, các huynh đệ bội phục, nhưng mảnh này khu quần cư là chúng ta đám người này ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết đánh xuống, dựa vào cái gì để tất cả làm tin người đều chí thượng, muốn chí thượng cũng chỉ có thể chúng ta chí thượng, những cái kia lâm trận bỏ chạy người cùng những cái kia không dám người tham dự, dựa vào cái gì muốn hưởng thụ. Chúng ta đánh xuống giang sơn. Đúng đấy, điểm này không thể đáp ứng. Những cái kia lâm trận bỏ chạy cùng không có tham kiến chiến đấu, nhất định phải để bọn hắn hối hận. Đúng, một đám đồ hèn nhát, dựa vào cái gì hưởng thụ chúng ta mang tới tiền lãi. Những người khác nhau nhau kêu la. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu, tâm tính của bọn hắn đã sớm hoàn toàn thay đổi. Quách thiên khiếu mặt mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhất. Lập tức toàn bộ đại điện bên trong lặng nhắc như tờ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy hắn tiến hành phát biểu. Quách thiên khiếu gặp này dị thường hài lòng cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh. Đây chính là tại toàn bộ khu quần cư, hắn đã trở thành tuyệt đối lãnh tụ. Coi như hắn bây giờ nói mình muốn hoàng đế, đám người đoán chừng đều sẽ ủng hộ. Các vị yên tâm tâm, chuyện các ngươi kể, ta tự nhiên từng có cân nhắc. Quách thiên khiếu mỉm cười, đạo, cái gọi là làm tinh nhân chí thượng, chỉ là chúng ta đám người này chí thượng mà thôi, kia bốn vị chạy trốn, còn có vị kia không có tham chiến, tự nhiên không có khả năng hưởng thụ được bất luận cái gì đãi ngộ. Không chỉ có như thế, còn muốn cho bọn hắn chân chính hối hận mới được, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Ngưu ca, trầm thấp nói. Hắn cũng là quân đội một thành viên. Vương Đông Lai vừa mới chết lúc đó, hắn liền cùng hai người khác cùng dương phóng trong âm thầm giao dịch qua. Tất cả mọi người là Lam Tinh Đồng Hương, giáo huấn bọn hắn có phải hay không không tốt lắm. Quách Thiên khiếu ra vẻ trầm ngâm có cái gì không tốt chính là nên dạy huấn một chút bằng không bọn hắn căn bản không nhớ lâu đúng đấy chúng ta đã sinh đã tử bọn hắn nhìn cái náo nhiệt dựa vào cái gì quách đội trưởng yên tâm việc này từ ta an bài sẽ không làm quá phận mỗi người cho chút giáo huấn là được tưởng khai bỗng nhiên mỉm cười ta lo lắng vạn nhất trở về thời điểm bọn hắn hướng trình đội trưởng nơi đó đâm thọc nên làm cái gì quách thiên khiếu nói nhỏ Sợ cái gì, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám." Tưởng Khai ánh mắt lạnh lẽo, đạo: "Huống hồ Trình đội trưởng coi như biết cũng bắt chúng ta không có cách, hắn còn có thể từ Bạch Lạc thành tự mình tới sao? Mà lại nhiều người như vậy đều cùng chúng ta một lòng, hắn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ?" Quách Thiên Khiếu có chút trầm tư, đạo: "Cũng tốt, kỳ chính các ngươi đi làm đi." Yên tâm. Tưởng Khai mỉm cười, lúc này nhìn về phía ngưu ca cương ca ở mấy người trực tiếp hướng bọn hắn phân phó mấy người lập tức lộ ra cười lạnh đúng rồi chúng ta lại nói một chút tổ kiến ban phái sự tình ban phái danh tự sau này liền gọi quyền lợi ban đại gia coi là thế nào quách thiên khiếu lần nữa quát đám người nhao nhao kêu lên thời gian vượt qua dương phóng trong nhà từng lần một luyện kiếm pháp cùng thân pháp liên tục mấy ngày quá khứ Hắn âm ảnh thân pháp đã triệt để viên mãn, thành điểm kinh nghiệm đạt đến đại thành, không. Trừ cái đó ra, nhiều môn công pháp đều là như thế. Ngay tiếp theo thích kiếm thuật cũng đạt tới tinh thông, không, tình trạng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn cảnh giới. Nhiều ngày như vậy quá khứ, tiến triển cũng không tính quá mức lý tưởng. Tu vi. Lục phẩm. Không có dưỡng khí đang phụ trợ, tốc độ tu luyện quả nhiên chậm lại lại thêm cảnh giới càng về sau càng khó luyện, hắc hổ quyết một ngày tu luyện cái mười mấy điểm kinh nghiệm, tu vi mới có thể gia tăng một điểm. Mà nhiều ngày như vậy uẩn dưỡng, trên người hắn nội thương đã triệt để khôi phục. Không còn có mảy may trở ngại. Lúc xế chiều, Dương Phóng nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt động tĩnh, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, đi ra trên đường phố quan sát. Chỉ gặp trên đường phố, số lớn ngựa thồ đi qua từ nơi này, thành quần kết đội, mang theo từng đợt sao động vạn phúc thương hội tiêu chí dương phóng nhíu mày bọn hắn muốn làm gì chuẩn bị di chuyển hay sao dương đạo những ngày này ngươi không sao chứ trong đám người lưu trưởng lão liếc nhìn dương phóng nhãn tình sáng lên vội vàng đón bắt đầu hỏi làm phiền lưu trưởng lão quải niệm không có việc gì dương phóng đáp lại đạo đây là thế nào Vạn Phúc Thương hội chuẩn bị rời đi nơi này sao? Ai, đúng thế. Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, đạo, ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này một mực không yên ổn tĩnh, đám kia không biết từ đâu xuất hiện cao thủ đầu tiên là chiếm đoạt Tam Hà Bang, sau là chèn ép Vạn Phúc Thương hội cùng Thanh Mộc Bang, làm cho Vạn Phúc Thương hội cùng Thanh Mộc Bang chuẩn bị muốn di chuyển, mà lại không ít tán tu cũng đều quyết định đi theo cùng nhau rời đi, cái này một đợt xuống tới, khu quần cư người càng ít di chuyển. Bọn hắn chuẩn bị dời đến chỗ nào? Dương Phóng hỏi. Nghe nói là tiếng về Bạch Lạc Thành, sáng sớm ngày mai liền đi. Lưu trưởng lão nói. Bạch Lạc Thành. Dương Phóng trong lòng mãnh liệt, cũng hữu tâm đi theo cùng nhau di chuyển. Đợi tại cái này khu quần cư càng ngày càng không có đường ra. Các loại đan dược và dược liệu vốn là khan hiếm, hiện tại ngay cả vạn phúc thương hội cũng quyết định đi, đợi tiếp nữa, khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Lưu trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không rời đi sao? Dương Phóng hỏi. Ai, ta tay chân lẩm cẩm, còn có thể đi bao xa? Lưu trưởng lão thở dài. Từ lần trước khắc hổ bang ở trong rừng gặp nạn về sau, hắn liền trở nên đa sầu đa cảm, thường xuyên ai thanh thở dài. Mà lại có rảnh rỗi không không đều sẽ chạy đến dương phóng nơi này nói dông dài một hồi tự hồ tìm dương phóng nói chuyện phím đã trở thành hắn duy nhất niềm vui thú. Dù sao người hắn quen biết trên cơ bản đã chết hết. Chỉ còn lại hắn người cô đơn, thật đáng thương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Dết quách thiên khiếu, bắt đầu trở về. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 74 Dết quách thiên khiếu, bắt đầu trở về lưu trưởng lão ta cũng chuẩn bị đi bạch lạc thành dương phóng bỗng nhiên quả quyết nói ngươi cũng đi lưu trưởng lão kinh ngạc nói đúng vậy thương hội đi các loại tài nguyên đoạn tuyệt đợi tiếp nữa khẳng định không có đường ra đi ra ngoài nói không chừng còn có thể có chút đường sống dương phóng nói càng mấu chốt chính là toàn bộ khu quần cư đã triệt để mục nát hiện tại là ít người tài nguyên cũng ít lại đi một sóng lớn người, khu quần cư sẽ càng thêm tiêu điều. Tiếp tục chờ đợi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn nguyên bản vẫn là không muốn đi. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thay đổi chủ ý. Nhưng đoạn đường này ngàn dặm xa xôi, nguy cơ tứ phía, ngũ phẩm cao thủ cũng có thể chết thảm. Lưu trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắc long quân lợi hại a, trước đó hắc long quân tới thời điểm đều đã chết không ít người. Hắn cố ý hù dọa Dương Phóng, cố ý để Dương Phóng lưu lại. Lưu tại nơi này cũng giống vậy. Dương Phóng nói, trong rừng yêu thú, tà linh sớm muộn cũng sẽ tới, mà lại khu quần cư những người khác cũng đều đói điên rồi, nói không chừng ngày nào liền bị người ta tóm lấy cho Hà Nội, lưu trưởng lão, người muốn bất hòa ta cùng đi. Ta. Ta suy nghĩ lại một chút. Lưu trưởng lão do dự, quay người rời đi. Một chút vắng vẻ trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại có thể phát hiện một chút thi thể. Nhìn thật kỹ, trên những thi thể này huyết nhục tất cả đều đã biến mất. Lưu trưởng lão chỉ cảm thấy từng đợt đầu ván mắt hoa. Không cần nghĩ cũng biết những máu thịt kia đi đâu. Xem ra tuổi tác của ta thật lớn, lúc tuổi còn trẻ dũng khí một chút cũng không có. Dương phóng tiễn biệt lưu trưởng lão về sau, quay người hướng về trụ sở trở về, lần nữa xốc lên tay áo, nhìn thoáng qua cánh tay trái trở về thời gian lần nữa kéo dài. Hiện tại đã liên tục hơn 10 ngày đi qua. Vẫn không có mảy may trở về dấu hiệu. Bất quá hắn cũng không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của hắn là được. Tại Dương Phóng vừa mới trở về trụ sở, liền nhướng mày, chú ý tới nguyên bản mình đóng lại đại môn, chẳng biết lúc nào đã mở ra. Bề ngoài bên trên xuất hiện mấy cái dấu chân vết tích. Bên trong càng là phát ra từng đợt binh binh bang bang đánh nện thanh âm. Dương Phóng ánh mắt trầm xuống, vừa muốn đi qua, bỗng nhiên sinh ra nhận thấy, lập tức hướng về cách đó không xa một cái ngõ nhỏ nhìn lại. Ngõ nhỏ chỗ, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt lùi về đầu. Làm tin người. Dương Phóng nhíu mày. Trong lòng hắn chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về mình vạn xuân cửa hàng đi đến. Chỉ gặp bốn cái gương mặt xa là đại hán, ở chỗ này không ngừng mà đánh nền. Mấy vị, ta và các ngươi không oán không cừu đi, các ngươi làm cái gì vậy? Dương Phóng sầm mặt lại. Không oán không cừu. Mấy cái hán tử một giấc xem xét đến Dương Phóng đến, lập tức trên mặt gạt ra nhe răng cười, tất cả đều ngừng lại. Sau đó từng cái hướng về Dương Phóng nơi này đi đến. Cao nhất hán tử, thế mà so Dương Phóng còn cao hơn nửa cái đầu, một thân cơ bắp cực đại, nắm đấm giống như là nội đất đồng dạng. Ngươi là trưởng quỷ. Hán tử kia sắc mặt lạnh khốc, nhìn xuống Dương Phóng. Vâng, thế nào? Dương Phóng hỏi. Tốt, là trưởng quỷ là được. Hán tử kia không chút khách khí, bàn tay khổng lồ một thanh đập vào Dương Phóng bả vai, âm thanh lạnh lùng nói, mấy ca trong tay gần nhất có chút gấp, tìm ngươi mượn ít bạc dùng, đây không tính là cái gì à? Muốn bao nhiêu? Mười lượng. Tốt. Dương Phóng trực tiếp từ trong ngực móc ra mười lượng bạc, đạo, cầm đi mấy cái hán tử sắc mặt khẽ giật mình. thật đúng là cho. không đúng, ta nói sai, là ba mươi lượng. hán tử kia vội vàng đổi giọng, không, là một trăm lượng, không cho một trăm lượng, gỡ ngươi một cái chân, chính ngươi tuyển. một trăm lượng. dương phóng nhíu mày, đạo, các ngươi là đến gây chuyện a? À. vật nhỏ, ngươi nói cái gì? hán tử kia lộ ra nhe răng cười, đạo, ngươi có cho hay không? đúng đấy không cho tin hay không hiện tại liền tháo chân của ngươi cái khác mấy người đại hán ép lên đến đây có ngược lại là có chính là ở phía sau đường nếu không các ngươi đi theo ta dương phóng nói trực tiếp hướng về hậu đường đi đến mấy vị hán tử trong mắt hung quan ứa ra liếc nhau ỉ vào tu vi cường đại trực tiếp cùng hướng về phía dương phóng một đường xuyên qua hành lang cùng viện lạc tiến vào hậu đường một căn phòng mấy tên hán tử ánh mắt nhìn quanh, lộ ra không kiên nhẫn. Bạc ở đâu? Phốc phốc. Kiếm quan đảo qua, nhanh đến cực hạn. Như là ngân sắc trắng trường từ bốn người cái cổ xẹt qua. Bốn người con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra hoảng sợ, hai tay vội vàng che cái cổ, trong mồm lại một câu cũng khó có thể hô lên, lung la lung lay, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Dương phóng sốc lên địa quật, trực tiếp đem bọn hắn ném vào trong lòng đất hắn sắc mặt lạnh lùng, nghĩ đến vừa mới tại ngõ nhỏ chỗ nhìn thấy hai vị kia làm tin người, trong lòng thầm than. Lúc này mới qua mấy ngày ngày yên tĩnh. Quyền lợi liền thật tốt như vậy sao? Hắn đi tới đi lui, trong lòng suy tư. Giết bốn người này, kia âm thầm hai cái làm tin nhiều người nữa cũng sẽ không bỏ qua. Coi như mình rời đi, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn ngăn lại. Quách thiên khiếu, tưởng khai. Dương phóng bước chân dừng lại, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ hết thảy mâu thuẫn đều là hai người này đưa tới nếu là hai người này chết rồi như vậy tất cả mâu thuẫn đều sẽ chuyển di cũng sẽ không có bất luận kẻ nào lại đem ánh mắt phóng tới mình một cái nho nhỏ trưởng quỷ trên thân cho nên dương phóng ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ ta mặc dù không giải quyết được phiền phức nhưng ta có thể đem phiền phức căn nguyên giải quyết xin lỗi trong ngõ nhỏ hai vị lam tinh người ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian chuyển dời, hai người dần dần nhíu mày, từ đầu đến cuối không thấy kia bốn vị hán tử ra. Bốn người kia là vốn có tam hà ban ban chúng, đều tại nhị phẩm cảnh giới. Bốn người cùng nhau xuất thủ, đối phó dương phóng dạng này nhị phẩm sơ kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Xảy ra chuyện, tên kia khẳng định đột phá. Ngưu ca, trầm thấp nói vậy làm sao bây giờ bên cạnh cương ca hỏi đi về trước đi ngưu ca âm thanh lạnh lùng nói nguyên bản hắn là tính toán đợi dương phóng bị đánh cho một trận về sau bọn hắn lại đến cửa trào phúng nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không đúng hai người cũng không dám tiếp tục xông vào về trước đi đem tình huống hồi báo một chút lại nói hoàng hôn canh giờ hàng phong chói tai Tam Hà Bang tổng bộ bên trong, một mảnh vui vẻ phùng vinh. Quyền lợi ban thành lập về sau, đổi cũ thay mới, tất cả mọi thứ đều bị đổi thành mới. Quách thiên khiếu dị thường hài lòng, mặt mới tinh phục sức, bên người có mỹ nhân làm bạn hành tẩu tại hành lang bên trong, nhìn chăm chú lên lớn như vậy Tam Hà Bang, trong lòng chập trùng, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời hào hùng mãnh liệt. Lại tại lúc này, tưởng khai bỗng nhiên từ bên ngoài bước nhanh đi tới, đạo, quách huynh nói đi, người một nhà. Quách thiên khiếu lộ ra mỉm cười, nhìn về phía tưởng khai. Toàn vẹn không có tránh đi bên người hai vị mỹ nhân ý tứ. Tưởng khai nhướng mày, vẫn là mở miệng nói, khu quần cư tình huống có chút không đúng lắm, càng ngày càng nhiều tán tu đều hội tụ đến vạn phúc thương hội, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi, tiếp tục như vậy khẳng định không được, hiện tại người vốn lại ít, nếu là ít hơn nữa một đợt, có chút không ra bộ dáng có bao nhiêu người muốn đi quách thiên khiếu nhíu mày không ít đại khái sáu bảy trăm người tưởng khai nói nhiều như vậy quách thiên khiếu giật mình hắn vốn cho là nhiều nhất một hai trăm người mà thôi đúng vậy cho nên ta mới vội vàng tìm ngươi thương lượng tưởng khai nói mà lại hiện tại lương thực vấn đề cũng là phiền phức không nhanh chóng giải quyết chỉ sợ cái này một mùa đông ta đều rất khó chịu Quách Thiên khiếu não hải mãnh liệt, một nháy mắt suy nghĩ phun trào, đạo: "Đi trước ổn định đám kia tán tu, nói cho bọn hắn, hiện tại bất luận kẻ nào không cho phép rời đi, lương thực vấn đề chờ thêm mấy năm tại giải quyết, đúng, nhớ kỹ, đừng kích thích chúng nộ." Nếu là kích thích chúng nộ, dù là hắn là ngũ phẩm cao thủ cũng khẳng định gánh không được. "Tốt, ta thử một chút." Tưởng Khai gật đầu, liền muốn trực tiếp rời đi. Đúng lúc này, một đầu mông lung bóng đen bỗng nhiên từ một bên vách tường rơi xuống chân đạp thần bí bộ pháp không nói một lời trực tiếp hướng về tưởng khai bên này nhanh chóng đi tới thẳng đến đã triệt để tiếp cận tưởng khai mới tuyệt không kém đúng biến sắc kinh quát ai hắn vội vàng xông ra trường kiếm nhanh chóng nghênh kích nhưng đối phương xông lên mà đến bộ pháp vô cùng huyền diệu như là bóng ma hư không dùng sức hắn tất cả kiếm chiêu trực tiếp từ trước mắt bóng ma xuyên qua còn chưa kịp phản ứng, trên cổ cũng đã trúng một đao. Phốc phốc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tưởng khai con mắt trừng lớn, lộ ra hoảng sợ, thân thể chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Ta, chết rồi. Bóng đen một đao giết chết tưởng khai, bước chân không ngừng, dọc theo hành lang, cấp tốc vọt tới trước, hướng về quách thiên khiếu nơi đó tiếp tục phóng đi. Từ tưởng khai mới mở miệng, quách thiên khiếu liền cơ hồ cảm giác được dị thương trong lòng hắn kinh hãi vội vàng nhanh chóng rút lui hai tay mảnh nhưng vỗ bên người hai vị mỹ nhân lúc này bay về phía dương phóng đồng thời trong miệng hét lớn người tới đây mau có thích khách phốc phốc trường đao đảo qua hai vị mỹ nhân thần sắc hoảng sợ thét lên vừa mới phát ra đầu liền bay tứ tung mà ra dương phương bước chân không ngừng chút nào nhanh chóng hướng về quách thiên khiếu phóng đi quách thiên khiếu đánh bay hai cái mỹ nhân về sau đã trước tiên kinh hoảng thoát đi. Người tới đây mau. Dương Phóng trực tiếp một đao hung hăng tích hướng sau ót của hắn, tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Lục phẩm trung kỳ đủ để nghiền ép hết thảy. Đừng có giết ta. Phốc phốc. Một đao qua đi, quách thiên khiếu đầu như là bầu nước, bị Dương Phóng tại chỗ tách ra. Sau đó Dương Phóng từ trên thân quách thiên khiếu nắm lên một túi tiền, quay người liền đi, nhanh chóng rời đi cho đến lúc này, trong sân mới có từng vị lam tinh người nhanh chóng lao tới. Quách đội trưởng. Tưởng đội trưởng. Cả viện bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trong nháy mắt đại loạn. Dương phóng giết người như điện, bước chân không ngừng, trực tiếp leo tường rời đi, ven đường bên trong thuận lợi đến kỳ lạ. Lần này vì tận khả năng giảm bớt hiềm nghi, hắn trực tiếp dùng trường đao. Đây chính là nhiều học một môn võ học chỗ tốt hắn tùy thời có thể lấy hoán đổi bất luận cái gì võ học. Cam đoan không có người có thể tra được chính mình. Cửa hàng bên trong. Dương Phóng lần nữa leo tường mà quay về, cởi quần áo ra, ném vào chậu thang, bắt đầu châm lửa thiêu đốt. Tà sư kia làm ra chư ác nghiệp, đều do vô thủy tham giận si. Từ thân ý nghĩa lời nói chỗ nói, hết thảy ta nay đều sám hối. A-di-đà-phật. Lên đường bình an. Dương Phóng tự nói, Niềm tụng siêu độ trải qua. Một lát sau. Hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, vội vàng lột mở tay áo, sắc mặt đại hỷ. Trở về. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Thế giới hiện thực chấn động. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 75 Thế giới hiện thực chấn động. Phương Thị xương bắt khu trụ sở cảnh sát. Trình thiên giả não hải mê muội, hô hấp tối nghĩa, như là ngay tại một mảnh nặng nề nước biển phía dưới dãy dùa, thật vất vả mới đưa đầu nhô ra mặt biển, rốt cục triệt để thanh tĩnh, không khỏi mảnh nhưng ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Rốt cục trở về. Trình thiên giả tự nói. Dị giới mặc dù tràn ngập kỳ ngộ, nhưng tương tự ẩn chứa nguy cơ. Tỷ như hắn, mặc dù ở bên kia chỉ là một giới nho nhỏ ngục tốt, nhưng người chú ý hắn đồng dạng không phải số ít. Mỗi một bước đều cần cẩn thận chặt chẽ, như dẫm trên băng mỏng. Phàm là bước chân bước lớn, cũng có thể bị người âm thầm xử lý. Hơn 8 giờ, lúc gặp lại ở giữa vẫn không thay đổi. Trình thiên giả cầm điện thoại di động lên, tiến hành quan sát. Bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn chấn động, tiếng chuông vang lên. Trình thiên giả lộ ra hồ nghi, lúc này trượt xuống nghe. Uy, là ta, cái gì? Quách thiên khiếu, tưởng khai đột tử rồi. Trình thiên giả sắc mặt kịch biến. Đúng vậy, trình đội trưởng, xin ngươi mau sớm đến một chút. Đầu bên kia điện thoại vang lên. Trình thiên giả lúc này cúp điện thoại, từ trên giường vội vàng đứng dậy, trong đầu như là nhấc lên sóng biển ngập trời. Đơn giản khó có thể tin. Hắc thiết khu quần cư đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh như quách thiên khiếu, tưởng khai làm sao lại chết lần này nguy rồi ngay cả bọn hắn đều đã chết đây chẳng phải là nói cái khác làm tin người sẽ chết càng nhiều trình thiên giả cầm lấy một bộ y phục trên giường giày lúc này hướng về quách thiên khiếu tưởng khai gian phòng phóng đi vì phương diện lẫn nhau giao lưu tin tức hắn cùng quách thiên khiếu tưởng khai đều là tạm thời ở tại xương bắc khu trụ sở cảnh sát mà lại ba người bọn hắn đều phối hữu chuyên môn hộ lý nhân viên một khi phát hiện bọn hắn không có kịp thời tỉnh lại đều sẽ có người đối bọn hắn tiến hành tỉnh lại hắn không nghĩ tới quách thiên khiếu tưởng khai thế mà lại chết trình thiên giả một đường phi nước đại dẫn đầu đi tới quách thiên khiếu gian phòng bên trong quách thiên khiếu thi thể thẳng không nhúc nhích sắc mặt trắng bệch đang có một bác sĩ đang toàn lực vì hắn làm lấy ngực bên ngoài nén nhưng bất kể như thế nào đè xuống một bên tâm điện giám hộ từ đầu đến cuối là không Trình Thiên Giả trong lòng chấn kinh, lại vội vàng hướng sát vách tưởng khai gian phòng phóng đi, phát hiện tưởng khai gian phòng cũng giống như thế. Nguy rồi. Trình Thiên Giả toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh cuồn cuộn, lập tức nhìn về phía một bên nam tử trung niên, quát, nhanh liên hệ những người khác, không, để bọn hắn lập tức chạy tới trụ sở cảnh sát. Đã ngay tại liên hệ. Tên kia nam tử trung niên cũng là vừa mới trở về, sắc mặt trắng bệch, khi lấy được tin tức trước tiên ngay tại liên hệ quần nội thành viên. Mà giờ khắc này giao lưu quần nội, sớm đã tranh cãi ngất trời. Vô số đầu tin tức cấp tốc toát ra. Tưởng đội trưởng chết. Hai vị đội trưởng đều đã chết. Không nhìn thấy hung thủ diện mạo. Đông đảo làm tin người cơ hồ tại vừa mới trở về, ngay tại điên cuồng thảo luận. Mà nam tử trung niên liên hệ tin tức đã sớm phát đến bọn hắn trên điện thoại di động. Vì phòng ngừa tình thế mở rộng, hắn trực tiếp tiến hành toàn viên cấm ngôn, khiến cái này người nhanh chóng đuổi tới trụ sở cảnh sát. Có một số việc nhất định phải ở trước mặt nói mới có thể nói đến rõ ràng. Hắn giống như trình thiên giả, giờ phút này trong lòng chấn kinh, căn bản không dám tưởng tượng xảy ra chuyện gì. Thậm chí giờ phút này, hắn ngay cả để bày viên đếm số đều quên. Theo lý thuyết, bày viên tại trở về về sau, không quản xảy ra chuyện gì, trước tiên đều muốn đếm số, dùng cái này xác định có người hay không chết rồi. Nhưng bây giờ bối rối phía dưới, hắn chỉ muốn cấm ngôn. gian phòng bên trong. Dương Phóng cũng tại miệng lớn thở hỗn hỉnh, từ trên giường tỉnh lại. Cùng đại bộ phận bày viên, hắn tại tỉnh lại trước tiên cũng là cầm điện thoại đang quan sát. Đương cảm thấy được quần nội điên cùng nghị luận tin tức về sau, nội tâm của hắn dần dần buông lỏng. Sẽ không có chuyện gì, sẽ không có người hoài nghi ta, ta chỉ là một cái nho nhỏ trưởng quỷ, tay trói gà không chặt. Dương Phóng tự nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn giết chết quách thiên khiếu, tưởng khai hai người. Nhưng ai để hai vị kia làm tin người tập trung vào mình? Coi như mình không hạ thủ, hai vị kia làm tin người cũng sớm muộn cũng sẽ ra tay. Mà mình nhược giết hai vị kia làm tin người, phía sau quách thiên khiếu, tưởng khai lại sẽ bị kinh động, kể từ đó liền sẽ lâm vào không dứt hoàn cảnh cho nên hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Bỗng nhiên, điện thoại chấn động. Dương Phóng lần nữa nhìn thoáng qua tin tức. Chỉ thấy là bầy nhân viên quản lý, lão ngô vừa phát tới, để cho mình lập tức chạy tới xương bắc khu trụ sở cảnh sát. Lão ngô, chính là trình thiên giả bên người tên kia nam tử trung niên. Vừa nhìn thấy cái tin này thời điểm, Dương Phóng còn có chút do dự nhưng rất nhanh hắn phát hiện lão ngô theo sát lấy lại tại quần nội phát một đầu tất cả mọi người tin tức, làm cho tất cả mọi người toàn bộ chạy tới xương bắc khu trụ sở cảnh sát. Dương Phóng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tin tức cũng không chỉ là phát cho ta, những người khác cũng phát. Mà lại hắn phát hiện quần nội rất nhanh bị cấm nói. Nói rõ lần này quách thiên khiếu, tưởng khai chết thảm, sự tình rất nghiêm trọng dương phóng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ từ trên giường đứng dậy đi đầu rót một chén nước ấm uống hết ép một chút sau đó thay đổi giày đi ra ngoài gọi xe chạy tới xương bắc khu trụ sở cảnh sát cùng lúc đó chỉ còn lại tất cả bầy thành viên giờ phút này cũng đều đang hành động nhận được tin tức từng cái trong lòng thấp thỏm đi ra ngoài đón xe hướng về trụ sở cảnh sát tiến đến có người vui vẻ có người buồn sầu mà trong đó nhất là ưu sầu không thể nghi ngờ chính là cương ca, ngưu ca ở mấy người. Bọn hắn trước đó tại khu quần cư thời điểm, xui khiến thổ dân đối những cái kia lâm trận bỏ chạy làm tin người động thủ, nếu là mấy cái kia làm tin người hướng trình thiên giả báo cáo bọn hắn, chỉ sợ trình thiên giả sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Lại thêm hiện tại quách thiên khiếu hai người chết rồi, bọn hắn mạnh nhất chỗ dựa cũng mất. Coi như bị mấy vị kia làm tin người tại thế giới hiện thực đánh một trận, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Tại mọi người chạy tới trên đường, lão ngô rốt cục nghĩ tới một chuyện, lập tức giải trừ bầy cấm ngôn, lần nữa phát một đầu tin tức. Hiện tại các ngươi lập tức đếm số, không cho phép chen vào nói, ta đến thống kê một chút thương vong. Tin tức phát ra, quân nội thành viên bắt đầu nhao nhao đáp lại. Lần này ứng, lập tức để ta lão ngô, trình thiên giả bên kia thốt nhiên biến sắc. Quân nội thành viên tăng thêm bọn hắn vốn là 84 người. Kết quả hiện tại chỉ còn lại có 43 người còn tại đáp lại. Những người còn lại tất cả đều chết rồi. Là huyết tế. Không phải là Hắc Long quân kiếm tháp thế lực này tại họp gặp triển khai huyết tế. Trình Thiên Giả trong lòng chấn kinh. Nếu không không có khả năng chết nhiều như vậy. Một đêm này đột tử 39 người. Nhất định là đại sự. Trong lúc nhất thời, Trình Thiên Giả lão ngô tất cả đều ở chỗ này đi tới đi lui trong lòng mãnh liệt khó mà bình tĩnh bọn hắn bức thiết muốn truy vấn đám người đến cùng xảy ra chuyện gì cũng may có một ít người khoảng cách xương bắc khu trụ sở cảnh sát khá gần mười mấy phút liền chạy tới trình thiên giả lão ngô trước tiên đem người kia đưa vào phòng họp nghiêm khắc hỏi thăm về tới vừa mới bắt đầu người kia còn ấp a à ấp úng không dám nói ra chân tướng nhưng ở trình thiên giả Lão ngô nhìn gần phía dưới, người kia vẫn là không nhìn được đem phát sinh hết thảy tất cả đều nói ra. Từ huyết tế bắt đầu, đến hành giả võ tòng xuất hiện, lại đến quách khiếu thiên, tưởng khai dẫn đầu bọn hắn chiếm trước khu quần cư, sau đó lại đến quách thiên khiếu, tưởng khai hai người chết thảm. Từng cọc từng cọc từng kiện, tất cả đều tại trình thiên giả, lão ngô ép hỏi phía dưới, nói rõ được rõ ràng sở. Trình thiên giả, lão ngô đầu tiên là chấn kinh, sau là kinh hải, kinh nghi, đến cuối cùng thì sắc mặt tái xanh, tức giận đến phát trung. Hỗn trướng. Trình thiên giả gầm thét, đập bàn một cái, bập một tiếng, chấn động đến bàn tay của mình nhói nhói, mất đi tri giác. Hắn quên nơi này là thế giới hiện thực, trên người mình là không có dị giới loại kia lực lượng cường đại, còn muốn một bàn tay đập nát cái bàn, kết quả cái bàn không có vỡ, bàn tay kém chút báo hỏng. Trước đó thời điểm, ta cũng đã nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là sống sót trước, hết thảy lấy còn sống làm trọng. Các ngươi ngược lại tốt, lại trực tiếp tham dự tranh bá, còn muốn khống chế khu quần cư, các ngươi vốn là không cần chết rất nhiều người, đều là các ngươi giả tâm bành trướng, đến mức tổn thất nặng nề. Trình Thiên giả phẫn nộ quát. Trình đội trưởng, ta cũng không muốn, đều là bị quách thiên khiếu, tưởng khai ép, ta không đáp ứng, bọn hắn liền làm ta à. Tên kia làm tin người vội vàng mở miệng, đạo, đúng rồi, trước đó đối phó Tam Hà ban thời điểm, có bốn cái lam tinh người lâm trận bỏ chạy, về sau đều bị bọn hắn làm. Các ngươi còn dám tương hổ đấu đá. Trình thiên giả kinh sợ. Ta không có động thủ, đều là bày bên trong cái kia cương ca, ngưu ca chọn chú ý, bọn hắn đều là thủ tưởng khai sai sử. Tên kia lam tinh người vội vàng nói. Trình thiên giả, lão ngô đều là khí nghiến răng nghiến lợi. Vương bác đảng được rồi đội trưởng trước không nên tức giận trước chờ tất cả mọi người tới sau lại nói lão ngô sắc mặt khó coi trình thiên giả cũng hít một hơi thật sâu nhìn xuống lửa giận tiếp tục hướng về tên này làm tin người hiểu trống canh một nhiều tin tức nửa giờ sau dương phóng rốt cục đuổi tới xương bắc khu trụ sở cảnh sát vừa mới đi vào hội nghị cao ốc liền gặp tiểu hộ sĩ phương đình phương đình khi nhìn đến dương phóng về sau nhãn tình sáng lên vội vàng nhanh chóng nghênh đón kinh hỷ nói dương bác sĩ ngươi cũng không có việc gì thật sự là quá tốt đúng vậy a à, ta là trốn ở trong địa động mới trốn qua một kiếp về sau quách thiên khiếu triệu tập lam tin người ta cũng không có đi dương phóng nói ta đây thế mà không biết ta cùng dị giới mấy vị thân nhân núp ở một chỗ khác quách thiên khiếu bọn hắn hẳn là không tìm tới ta bằng không khẳng định cũng sẽ đem ta kéo tráng đinh phương đình nói vậy ngươi vận khí thật tốt dương phóng đáp lại ai kỳ thật ta cũng là được người cứu phương đình thở dài đạo huyết tế vào cái ngày đó ban đêm ta bị một đám kiếm tháp cao thủ truy sát kém chút liền chết thảm bỏ mạng về sau bị một vị cường giả bí ẩn cứu từ đầu đến cuối cũng không thấy được mặt của hắn đúng nghe nói hắn là thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ dương phóng sắc mặt biến hóa đạo, nguyên lai là vị cường giả này, thật sự là đáng tiếc, từ đầu đến cuối ta ngay cả cái bóng của hắn đều không thấy rõ, liền ngay cả hắn dài cao bao nhiêu ta cũng không biết, vị cường giả này thân pháp cùng tốc độ đơn giản đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phương Đình cười khổ, hai người đè xuống thang máy, hướng về trên lầu năm linh một gian phòng tiến đến. Năm linh một bên trong, còn lại người sống sót cơ hồ đã đại bộ phận đều chạy tới. Lại qua hơn 20 phút. Tất cả mọi người đến đủ. Trình thiên giả, lão ngô hai người sắc mặt xanh xám, từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Trước đó tên kia làm tin người thì là một mặt e ngại, lặng lẽ từ cửa sau chuồng tiến đến. Toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh. Tốt, các ngươi là thật tốt. Trình thiên giả vừa lên đến liền cắn răng cười giận dữ, Đứng tại trên giảng đài, đạo, chuyện đã xảy ra ta đã toàn bộ biết, xem ra các ngươi là thật không sợ chết, ta thực sự không nghĩ tới vì lợi ích, các ngươi lại có lá gan làm ra loại chuyện này. Trình đội trưởng, chúng ta đều là bị buộc, là quách thiên khiếu, tưởng khai không nên ép chúng ta. Đúng vậy a à, Trình đội trưởng, chúng ta cũng không muốn làm như vậy a. À. Đúng rồi, còn có Ngưu ca, Cương ca hai cái này vương bát đảng, bọn hắn còn đối ta uy bức lợi dụng đám người nhao nhao kêu la trong đám người ngưu ca cương ca tất cả đều vô ý thức trục cổ một cái sợ bị đánh lý ngưu đàm cương đứng lên cho ta trình thiên giả gầm thét vừa lên đến đốt lên hai người hai người dọa đến khẽ run rẩy vội vàng đứng lên các ngươi hai cái này con sâu làm đầu nồi canh lát nữa ta lại thu thập các ngươi trình thiên giả gầm thét hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại đi dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đợi đến chỗ hắn lý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Danh hiệu Linh, số 0 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 76 Danh hiệu Linh, số 0, Trình Thiên giả hít một hơi thật sâu, không tiếp tục để ý Lý Ngưu, đàm cương hai người, sau đó đem một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía đám người trầm giọng nói các vị quách thiên khiếu tưởng khai mặc dù chết rồi nhưng là một ít chuyện hiện tại vẫn là phải điều tra rõ ràng kiện thứ nhất chính là giết chết quách thiên khiếu tưởng khai hung thủ tên hung thủ này dáng dấp ra sao các ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy sao không có hắn ra tay quá nhanh chờ chúng ta chạy tới hai vị đội trưởng liền đã chết rồi đúng vậy chỉ biết là vết thương là bị trường đao chém ra tới đúng đều là một đao gọt đầu thực sự quá nhanh nói hắn như vậy có phải hay không người xuyên việt các ngươi cũng không biết trình thiên giả câu mày nói hắn có thể hay không chính là cái kia hành giả võ tòng hành giả võ tòng không phải dùng trường đao sao trình đội trưởng không thể nào là hành giả võ tòng hành giả võ tòng thực lực thật là đáng sợ Muốn giết quách thiên khiếu hai người căn bản sẽ không vùng trộm động thủ, coi như trực tiếp xâm nhập tổng bộ, cũng không ai có thể ngăn cản hắn, đó chính là cái sát nhân cuồng, một ngày xử lý gần trăm người tồn tại. Một vị bầy thành viên dẫn đầu đứng lên, đáp lại nói. Đúng vậy, hành giả võ tòng nhiều mảnh A. À? Cái nào cần phải vùng trộm giết? Đám người lần nữa kêu la. Vậy các ngươi cho rằng hành giả võ tòng cùng thông thiên giáo chủ? Có phải là cùng một người hay không?" Trình Thiên giả sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi, vẫn là nói bọn hắn xuất từ cùng một tổ chức. Nghe nói Quách Thiên khiếu trước đó đi nghiệm qua thi, tại hoang giả, Bích Thủy mấy người trên thân đều phát hiện dấu hiệu trúng độc, hư hư thực thực cùng Thông Thiên giáo chủ sử dụng độc là cùng một loại, đúng hay không? "Đúng vậy, tự như là cùng một loại độc." Bất quá cũng không có thể là cùng là một người, nhiều nhất là cùng một tổ chức vì cái gì khẳng định như vậy trình thiên giả hỏi bởi vì hai người dùng binh khí bất đồng võ học bất đồng ngay cả tính cách cũng không giống nhau làm sao có thể là cùng một người trước đó tên kia bày thành viên mở miệng nói ra hành giả võ tòng rõ ràng là cái lỗ mãn tính cách hai cái trường đau nơi tay trực tiếp vết lục thân không nhận thông thiên giáo chủ liền ôn nhu nhiều nhiều nhất từ phía sau lặng lẽ cho ngươi đến một kiếm cam đoan không cho ngươi có bất kỳ sợ hãi tâm lý đúng vậy chính là như vậy không thể nào là cùng một người đám người nhao nhao mở miệng trình thiên giả cùng lão ngô lần nữa liếc nhau không phải cùng một người như vậy thì có rất lớn có thể là xuất từ cùng một tổ chức đây là cái gì tổ chức vì cái gì bọn hắn chính thức một chút tin tức cũng chưa lấy được các vị vậy các ngươi biết làm sao liên hệ hành giả võ tòng cùng thông thiên giáo chủ sao lão ngô đột nhiên mở miệng hỏi không biết hai người này đều là quá thần bí thần long kiến thủ bất kiến vĩ a à? nghe quách thiên khiếu phân tích hai người này khẳng định đều rời đi khu quần cư bởi vì bọn hắn tại khu quần cư giết nhiều người như vậy lại không đi sớm muộn cũng sẽ bị bạch lạc thành thế lực lớn đuổi tới không thể lại lưu lại đúng vậy hai người này nói không chừng đều tiến về bạch lạc thành tiến về bạch lạc thành trình thiên giả lão ngô trong lòng mãnh liệt. Nếu là đối phương thật đi đến Bạch Lạc Thành, vậy bọn hắn có lẽ có thể tại Bạch Lạc Thành nếm thử liên hệ đến hai người này. Ta vốn cho là thông thiên giáo chủ chỉ là một người, nghĩ không ra hắn lại là xuất từ một tổ chức bí ẩn, vì xưng hô cái này thần bí tổ chức, chúng ta cần vì cái này tổ chức lên một cái danh hiệu mới được. Trình thiên giả ngưng giọng nói. Không tệ, một cái vượt qua quốc gia trưởng khống tổ chức, không có danh hiệu là tuyệt đối không được lão ngô cũng trầm giọng nói càng mấu chốt chính là bọn hắn đối với tổ chức này hiểu rõ là không có thể hay không nhiễu loạn trị an xã hội có thể hay không có ý định chế tạo náo động có thể hay không thù ngoại lai thế lực ảnh hưởng nguy hại an toàn quốc gia đây đều là uy hiếp tiềm ẩn ít tại toán học bên trên là ẩn số ý tứ như thế một tổ chức chúng ta đến nay không biết theo hầu cho nên không ngại dùng không biết để thay thế nó đưa nó xưng là ít thế nào trình thiên giả nói đám người nhao nhao nhíu mày ít tiếng anh không tốt lắm này làm sao có thể sử dụng tiếng anh thay thế đâu tốt xấu là chính chúng ta người dùng chính chúng ta văn tự tốt bao nhiêu tỉ như ngọc hư cung tử tiêu cung đúng rồi trình thiên giả không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu ngọc hư cung tử tiêu cung danh tự như vậy vũ trụ quá lớn để cho người ta nghe có loại khó chịu cảm giác lại nói nào có chính thức trướng người khác chí khí trình đội trưởng nếu không liền dùng linh số không để thay thế bọn hắn chỗ thế lực thế nào linh một dạng có không biết ý tứ lại thêm chúng ta đối tổ chức này hiểu rõ cũng vì linh số không bên cạnh lão ngô nhịn không được nói linh số không trình thiên giả có chút trầm ngâm cái này danh hiệu thắng ở ngắn gọn thuận tiện so cái này cái gì không đáng tin cậy Ngọc Hư Cung Tử Tiêu Cung mạnh hơn nhiều cũng tốt từ đó về sau liền dùng linh số không để thay thế Thông Thiên Giáo Chủ sau lưng có khả năng tồn tại thế lực cho đến trước mắt đã biết thành viên chính là Hành giả võ tòng cùng Thông Thiên Giáo Chủ hy vọng đằng sau sẽ không còn có thành viên khác Trình Thiên giả nói một cái vượt qua quốc gia trưởng khống thần bí tổ chức lớn nhân viên càng nhiều tuyệt đối là cái không an ổn nhân tố đến lúc đó phía trên cho hắn áp lực cũng sẽ lớn hơn trong đám người dương phóng sắc mặt ngẩn người linh số không cái này cũng có thể làm được rồi hành giả võ tòng danh hào từ đây cũng nên biến mất trong lòng của hắn tự nói hiện tại là người đều biết thần chuẩn bị hành giả võ tòng đạt được như vậy hắn tự nhiên không có khả năng lần nữa dùng ra cái danh hiệu này các vị hiện tại khu quần cư tình huống ta đã vừa mới từ viên khải nơi đó nghe nói qua, có thể nói gì thường nghiêm trọng, lương thực thư thất, tài nguyên thư thất, lại thêm rét đậm đã tới, lại có tà linh quấy phá, tiếp xuống khu quần cư khẳng định không thích hợp cư ngụ, các ngươi đều là tính toán gì, nghĩ rõ chưa? Trình thiên giả nhìn về phía đám người. Đám người nhao nhao sầu mi khổ kiểm. Đúng a, à. Quách thiên khiếu hai người chết rồi, chỉ bằng vào bọn hắn khẳng định là nắm giữ không được khu quần cư hiện tại lại thiếu lương thiếu tài nguyên đợi tiếp nữa khẳng định một con đường chết trình thiên giả nhìn thấy đám người thần sắc không khỏi than nhẹ một tiếng đạo di chuyển đi chỉ có di chuyển mới là các ngươi duy nhất đường sống đợi tại khu quần cư các ngươi ngay cả cái này một mùa đông đều không nhất định chịu tới di chuyển thế nhưng là chúng ta nên đi đi đâu dời đúng vậy a trình đội trưởng chung quanh rừng rậm dị thường nguy hiểm không chỉ có hung thú ẩn hiện còn có các loại tà linh, lại thêm chúng ta bây giờ đắc tội vạn phúc thương hội, thanh mộc bang, bọn hắn chỉ sợ sẽ không nhận nạp chúng ta. Đám người trong nháy mắt tất cả đều lúng cuốn. Trình thiên giả, lão ngô tất cả đều sắc mặt nặng nề. Điểm này ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn hiện tại thân ở Bạch Lạc Thành, khoảng cách hát thiết khu quần cư có hơn nghìn dặm lộ trình. Coi như muốn giúp cũng không thể nào ra tay chúng ta bây giờ có khả năng cung cấp cũng chỉ có tin tức cái khác chỉ có dựa vào chính các ngươi chỉ cần các ngươi tương hỗ đoàn kết lời nói tin tưởng xuyên qua rừng rậm cũng không tại nói dưới nhưng nếu các ngươi tiếp tục nội đấu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt trình thiên giả trầm giọng nói trong rừng rậm nguy cơ tứ phía chỉ dựa vào lực lượng cá nhân là rất khó xuyên qua liền xem như tứ phẩm ngũ phẩm cao thủ lạc đường đồng dạng sẽ chết thảm đám người lần nữa trở nên bối rối một mảnh sau đó trình thiên giả trực tiếp hướng đám người trịnh trọng giới thiệu trong rừng rậm có khả năng gặp phải một chút nguy cơ trong đám người dương phóng nghe được hết sức chăm chú trong lòng ngưng trọng mỗi một loại nguy hiểm mỗi một loại hóa giải phương án trình thiên giả tất cả đều nói ra hắn tranh thủ để cho mình giản dị thường kỹ càng đương nhiên coi như hắn giảng lại kỹ càng cũng cũng không có khả năng đảm bảo đám người có thể còn sống sót. Bởi vì trong rừng rậm lúc nào cũng có thể sẽ có cái khác biến cố sinh ra. Đám người này có thể cuối cùng sống sót một nửa, hắn liền đã thỏa mãn. Liên tiếp 2 giờ quá khứ, rất nhanh tới ban đêm hơn 11 giờ. Trình Thiên giả miệng đắng lưỡi khô, nhìn thoáng qua thời gian, mở miệng nói ra, thời gian đã không còn sớm, hôm nay trước giảng đến nơi đây, tiếp xuống 3 ngày ta sẽ tận lực giảng thuật nhiều thứ hơn. Hiện tại các ngươi đều trở về đi. Đám người nhao nhao đứng dậy, bắt đầu rời đi nơi này. Lý Ngưu, Đàm Cương, hai người các ngươi không muốn đi. Bỗng nhiên, Trình Thiên giả ngữ khí trầm xuống, gọi lại hai người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải thích bắt nạt sao? Ba ngày sau tất cả đều cho ta đi ngục giam, ta để các ngươi cũng thể hội một chút cái gì gọi là bắt nạt. Lý Ngưu, Đàm Cương sắc mặt trắng nhợt, trong lòng bối rối lấy bọn hắn cái này thân mở, đi ngục giam sợ là có thế tróc một lớp da. Nhưng hai người cũng không dám cự tuyệt, tại cười lấy lòng về sau, vội vàng rời khỏi nơi này. Tại sai hai người về sau, trình thiên giả lông mày lần nữa nhăn lại, sầu mi khổ kiểm. Lần này báo cáo làm như thế nào viết? Một chút chết mất nhiều người như vậy. Còn nhiều ra một cái danh hiệu là không tổ chức thần bí. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Nam Thị xin giúp đỡ, lần nữa xuyên qua. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 77 Nam Thị xin giúp đỡ, lần nữa xuyên qua. gian phòng bên trong Nhậm quân nghe đám người nghị luận, đi tới đi lui, trong lòng mãnh liệt, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một nữ tử, mở miệng nói, thiên nhiên, hướng ngươi cầu hôn người kia xác định là thất phẩm tu vi sao? Trong đám người một trẻ đẹp nữ tử, liên tục gật đầu, đạo, đúng vậy, tuyệt đối là thất phẩm sơ kỳ, hắn vừa mới đột phá liền lợi dụng gia tộc lực lượng, hướng ta chỗ gia tộc tạo áp lực, muốn cùng ta đính hôn. Thất phẩm tu vi Nhậm quân nhíu mày nhăn trán Bọn hắn những người này mặc dù xuyên qua tại Bạch Lạc Thành, nhưng đồng dạng không phải tốt như vậy qua ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cái này ở đâu đều là giống nhau. Cũng tỉ như bọn hắn quần nội vị này nữ thành viên, Trần Thiên Nhiên. Đối phương ở bên kia xuyên qua vì một cái võ đạo môn phái thành viên, tuổi trẻ mỹ mạo, tu vi cường đại, ngay từ đầu thời điểm lợi dụng môn phái tài nguyên, quả thực trợ giúp không ít vừa xuyên qua làm tin người, có thể nói công lao to lớn. Nhưng đối phương đồng dạng cũng có phiền phức. Nàng chỗ trong môn phái, có một cái cường đại dị thường thiếu niên thiên tài, sớm liền nhìn trúng Trần Thiên Nhiên, lần này tại tu vi đột phá thất phẩm sơ kỳ về sau, trực tiếp lợi dụng gia tộc chi lực, hướng về Trần Thiên Nhiên chỗ gia tộc tạo áp lực, muốn để Trần Thiên Nhiên cưỡng ép gã cho cho hắn. Trần Thiên Nhiên cùng đường mạc lộ, chỉ có tìm tới hắn vị này người tổng phụ trách xin giúp đỡ. Nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn nam thì hiện tại mạnh nhất người xuyên Việt, cũng mới lục phẩm đỉnh phong căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Mà Kim sư, Ma Đồ, Khánh thị, Lạc thị mạnh nhất người xuyên việt lại khoảng cách Bạch Lạc thành quá xa, căn bản đuổi không tới. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Thiên Nhiên nhảy vào hố lửa. Tuy nói kia là thế giới khác, vừa vặn bên trên cảm giác tóm lại là giống nhau. Tại vì thế giới bị người điếm ô, tại tâm linh bên trên cũng là cả đời thương tích. Nhậm Quân trong lòng thở dài, đi tới đi lui lần nữa nhìn về phía trong tay báo cáo có lẽ hiện tại chỉ có cái này linh tổ chức có thể cứu thiên nhiên hắn bỗng nhiên cắn răng một cái đạo ta lập tức lại cho trình thiên giả thông điện thoại để hắn cần phải tìm tới tổ chức này lúc đầu hắn đều đã tuyệt vọng hiện tại trình thiên giả bên kia trực tiếp để hắn thấy được như thế một cái báo cáo hắn nhất định phải cho trình thiên giả tạo áp lực thật tình không biết trình thiên giả bên kia từ lâu là sức đầu mẹ tráng Ba ngày thời gian lên lớp đã sớm kết thúc. Hắn bên này lại như cũ đang bận rộn. Thậm chí ngay cả một vị nào đó cao tầng người lãnh đạo viên cũng tự mình đem điện thoại đánh cái tới. Trình đội trưởng, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cần phải tìm tới cái kia đạt được thần chủng người. Chúng ta nhất định phải mau chóng biết rõ ràng thần chủng bên trong tồn tại huyền bí. Một khi chờ chúng ta nghiên cứu ra thần chủng, sau này tại dị giới đem nhiều đất dụng võ. Là, là, lãnh đạo yên tâm ta nhất định toàn lực tìm kiếm trình thiên giả liên tục ứng thanh ừm nếu như hắn cần gì điều kiện nhất định phải thỏa mãn hắn đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm là là trình thiên giả tiếp tục đáp lại hắn cúp điện thoại trong lòng cười khổ tìm tới bọn hắn nói nghe thì dễ nếu không phải tên của bọn hắn như thế đặc thù hắn cũng hoài nghi hai người này có phải hay không người xuyên Việt. Đối phương giống như là căn bản không chơi điện thoại đồng dạng. Bọn hắn chẳng lẽ đều là dùng mạng bên ngoài liên lạc. Ngay tại trình thiên giả điện thoại vừa cúp máy, nhậm quân điện thoại lại lập tức đánh tới. Nhậm quân vừa lên đến chính là lấy nghiêm khắc ngữ khí, tích đỉnh đầu mặt hướng trình thiên giả trăng dậy. Trình thiên giả không còn gì để nói. Mà liền tại trình thiên giả loay hoay xoay quanh lúc, hết thảy kẻ đầu têu dương phóng, thì yên nguyên đắm chìm trong mỗi ngày vất vả trong tu luyện. Trình thiên giả chương trình học ngoại trừ giảng thuật trừng rậm đủ loại nguy hiểm, đồng thời cũng có bạch lạc thành đại khái thế lực cấu tạo. Thậm chí ngay tiếp theo võ học đằng sau phân chia cảnh giới, lần này cũng cùng nhau nói ra. Võ học từ nhất phẩm đến lục phẩm đỉnh phong, xưng là phàm giai. Thất phẩm đến thập phẩm đỉnh phong, xưng là linh giai. Mà thập phẩm phía trên, thì được xưng là siêu phẩm võ giả chỉ là siêu phẩm võ giả dị thường hiếm thấy cho dù tại bạch lạc thành cũng như phượng long lân sừng đồng dạng thuộc về nhân vật trong truyền thuyết bạch lạc thành hiện tại nhiều nhất là tứ phẩm đến ngũ phẩm võ giả có thể đạt tới thất phẩm trở lên đều đã là một phương cầm quyền đại nhân vật mà muốn đạt tới thất phẩm thì nhất định phải tu luyện linh cấp tâm pháp tự mới được đáng tiếc dương phóng trên người bây giờ hai môn tâm pháp đều thuộc về phạm cấp mà lại hắn hắc hổ quyết lập tức liền muốn đại thành coi như đại thành cũng chỉ là có thể để cho tu vi của hắn đạt tới lục phẩm đỉnh phong mà thôi muốn đi vào thất phẩm nhất định phải tìm kiếm linh cấp tâm pháp chỉ là cái này linh cấp tâm pháp ngay cả nam thì bên kia cũng mới lấy tới một bản dùng trình thiên giả nói có tiền mà không mua được tại các lớn phường thì muốn mua cũng mua không được chỉ có đi chợ đen. Hoặc là bái nhập một chút võ đạo môn phái. Hô. 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 Vứt bỏ công trường bên trong, dương phóng cầm trong tay kiếm gỗ, tại tu luyện lấy thích kiếm thuật. Sở học của hắn đông đảo võ học bên trong, lấy thích kiếm thuật là mạnh nhất. Từng đạo kiếm ảnh không ngừng mà hướng về trước mắt không khí đâm tới, mỗi một kiếm đâm ra đều mang theo từng tia từng tia thanh âm xé gió, liên đới lấy xi măng trụ cũng bị lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết lõm. Môn này thích kiếm thuật đã bị hắn tu luyện ra dáng. Trừ cái đó ra, trên người cự thạch công, huyết chiến đao pháp, trong những ngày qua cũng đều đang gia tăng độ thuần thục. Cứ như vậy. Chói mắt đã là 10 ngày quá khứ. Xuyên qua ngày vẫn không có đến. Dương phóng trong lòng không vội, thừa dịp nhàn hạ, như cũ tại mỗi ngày tu luyện. Chỉ là tại ngày thứ 11 thời điểm, Trình Thiên Giả lần nữa triệu tập tất cả bầy thành viên chạy tới xương bắc khu trụ sở cảnh sát nghị sự. Lần này khi mọi người đuổi tới 500 linh một thời điểm, rõ ràng sắc mặt khẽ giật mình. 500 linh một bên trong thình Lình nhiều hơn một vị chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ. Một nữ tử. Thân thể cao gầy, ngũ quan tinh mỹ, giữ lại một đầu tóc ngắn, nhìn chừng 20. Có một loại trung tính đẹp. Nhìn thấy mọi người tới về sau, nữ tử kia lúc này lộ ra hiền lành tiếu dung, hướng về bọn hắn gật đầu ra hiệu. Các ngươi tốt. Các vị, để ta giới thiệu một chút. Trình thiên giả lúc này hướng đám người giới thiệu, đạo, vì nữ sĩ này là từ Nam Thị chạy tới người xuyên Việt, tên là Trần Thiên Nhiên, nàng xuyên qua thân phận là Bạch Lạc Thành à Thập Tự Môn, Trần Trưởng Lão Nữ Nhi, trước mắt mà nói, là Nam Thị bên trong người xuyên Việt bên trong thân phận cao nhất người. Nếu như các ngươi có thể thuận lợi đến Bạch Lạc Thành, đang tìm không đến công tác tình huống dưới, đều có thể đi cầu trợ Trần nữ sĩ. Sẽ từ Trần nữ sĩ tự mình an bài cho các ngươi công việc. Điểm này các ngươi yên tâm, nam thì bên trong rất nhiều người xuyên việc đều là Trần nữ sĩ tự tay an bài công việc, cam đoan sẽ để cho các vị hài lòng. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngượng ngùng lời nói, cũng có thể tới tìm ta, chỉ là ta an bài cho các ngươi công việc, khẳng định không có Trần nữ sĩ bên này càng tốt hơn. Ta tại vì thế giới thân phận chỉ là một vị ngục tốt mà thôi đám người giật mình từng cái cấp tốc tiến lên cùng nữ tử trước mắt nhận biết trần thiên nhiên tiếu dung rất đẹp khua tay nói các vị yên tâm tâm có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp thật sự là đa tạ trần cô nương đúng vậy a cảm tạ trần cô nương trần cô nương lại mỹ nhân lại tốt đám người nhao nhao cười nói trình thiên giả để mọi người và trần thiên nhiên quen thuộc một hồi lại vì mọi người định ra một cái tại dị giới liên lạc ám hiệu về sau lúc này mang theo trần thiên nhiên rời đi nơi này rất nhiều nhân ý còn chưa hết nhào nhào không thôi cáo biệt dương phóng thì là một mặt bình tĩnh quay trở về trụ sở chuyện lúc trước với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi nếu là tại mấy tháng trước hắn khả năng sẽ còn để người khác an bài cho hắn công việc nhưng hiện ở trên người hắn mấy ngàn lượng bạc hoàn toàn đủ tự lực cánh sinh sau đó lại qua ba ngày. Rốt cục tại ngày thứ 15 ban đêm. Dương phóng chỗ cánh tay lần nữa truyền đến từng đợt khó tả cực nóng. Hắn nhìn thoáng qua, lúc này dừng lại tu luyện, thành thành thật thật nằm ở trên giường, bắt đầu chờ đợi xuyên qua. Não hải mê muội, ngơ ngơ ngát ngát. U mà phục minh. Xoát. Vạn xuân cửa hàng bên trong, Dương phóng mảnh nhưng từ giường ngồi dậy, trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hỗn hỉnh sắc mặt trắng bệt, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, giống như là kinh lịch một trận vận động dữ dội. Giống như mỗi lần xuyên qua, trên thân đều sẽ xuất mồ hôi. Hắn sờ soạn một cái cái trán, từ giường đứng dậy, đầu tiên là uống một bầu nước. Sau đó lần nữa mở ra bản quan sát. Tu vi. Lục phẩm. Tâm pháp. Hắc hổ quyết đại thành, không. Không thể nghi ngờ, tu vi của hắn lần nữa tinh tiến trừ cái đó ra, chính là cự thạch công cùng huyết chiến đao pháp cũng đều lần nữa tăng lên một cảnh giới. Cự thạch công tinh thông huyết chiến đao pháp đăng đường nhập thất, 11, 900, mà thích kiếm thuật thì là bởi vì đẳng cấp quá cao nguyên nhân, lần này cũng không tăng lên. Cắm ở tinh thông, không, cảnh giới. Cũng xem là không tệ, dọc đường cũng có thể tiếp tục tu luyện. Dương Phóng tự nói. Hắn trực tiếp bắt đầu thu lại hành lễ. Rồng đã hai cái bao lớn. Ngoài ra, hắn lại đem từng khối tịch tà ngọc cuốn ở trên thân, như là một tầng nội giáp đồng dạng. Rồng rã 74 kiện tịch tà ngọc, cơ hồ đem hắn thân thể cuốn một vòng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Dương Phóng bắt đầu nằm ở trên giường chờ đợi ngày mai đến. Phanh phanh phanh. Từng đợt tiếng đập cửa bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên. Dương Phóng nhướng mày, lúc này đứng dậy xem xét. Ai? Dương Đạo, là ta, mở cửa nhanh bên ngoài vang lên lưu trưởng lão thanh âm dương phóng lập tức đi qua mở cửa phòng lưu trưởng lão toàn thân quấn tại áo bông bên trong cổng mấy cái bao lớn phun bạch khí nói lão phu nghĩ qua ngày mai đi cùng ngươi ta cũng tiến về bạch lạc thành lưu trưởng lão xác định đương nhiên xác định đồ vật ta đều mang tới ngươi không ngại ta ngủ ở chỗ này một đêm a à. lưu trưởng lão hỏi không ngại không ngại dương phóng lắc đầu liên tục vậy thì tốt ta liền ngủ căn phòng cách vách là được rồi lưu trưởng lão cõng mấy cái bao lớn hướng về trước đó gã sai vặt ngủ được gian phòng tiến đến hắn tuổi tác đã lớn bên người không ai vạn nhất chết rồi ngay cả cái nhặt xác đều không có đi theo dương phóng cùng đi tối thiểu có người có thể cho hắn nhặt xác dương phóng nhìn thoáng qua lần nữa cẩn thận đóng cửa phòng quay ngược về phòng bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Bắt đầu di chuyển, tạ Linh theo đuôi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 78 Bắt đầu di chuyển, tạ Linh theo đuôi. Hôm sau Trời còn chưa sáng. Dương Phóng, Lưu Trưởng Lão cũng đã dậy thật sớm, hướng về vạn phúc thương hội bên kia tiến đến. Hàng Phong gào thét, ô ô chói tai. Chờ bọn hắn đuổi tới vạn phúc thương hội thời điểm, chỉ gặp thương hội bên ngoài đã sớm đợi số lớn võ sư. Lít nha lít nhít một mảnh, tối thiểu sáu bảy trăm người. Đám người tất cả đều rút vào một chỗ, cống đến rung lẫy bẫy. Nhiều người như vậy. Lưu trưởng lão thất thanh nói. Xác thực thật nhiều. Dương phóng lộ ra ngưng trọng. Bất quá, dám đi đều là tin anh cái này một đợt người nếu là rời đi, khu quần cư chú định sẽ càng thêm hoang vu. Bọn hắn nhìn một chút, cũng tìm cái góc tường đợi. Mà lúc này, bốn phía ngõ nhỏ yên nguyên có người dẫn theo bao lớn, bọc nhỏ, hướng về nơi này không ngừng chạy đến. Càng là có người xua đuổi lấy xe ngựa, xe bò, phát ra kẻo kẹt kiếp thanh âm. Rất nhanh có người mang đến một tin tức, dẫn phát quanh động. Tối hôm qua quyền lợi bang xảy ra chuyện quyền lợi ban ban chủ, phó ban chủ tất cả đều bị người giết chết, quyền lợi ban hoàn toàn đại loạn. Nên, vương bác đảng, đã sớm đáng chết. Im lặng, cẩn thận bị quyền lợi ban những người khác nghe được. Nghe được thì phải làm thế nào đây, ban chủ của bọn hắn, phó ban chủ chết rồi, bằng bọn hắn còn muốn lật lên cái gì bọc nước. Đúng đấy, mẹ nó, nếu không phải chúng ta bây giờ lập tức đi ngay, ta nhất định phải đi hung hăng giáo huấn một lần bọn hắn một hồi xem bọn hắn vương bác đảng cùng không cùng chúng ta cùng đi, dám cùng chúng ta cùng đi, đoàn người đem bọn hắn toàn giết chết. đúng, toàn giết chết. đám người cắn răng mắng, cách đó không xa, mấy vị đã dịch dung làm tin người, sắc mặt e ngại, rụt rụt đầu, xa xa liền nghe được đám người cắn răng nghiến lợi thanh âm. xong, đám người quả nhiên dị thường thống hận bọn hắn. chúng ta loại này dịch dung bọn hắn nhận không ra a. À? một vị lam tinh còn nhỏ tâm hỏi. Trên mặt hắn dán thêm sợi râu, trên cổ vây quanh thật dày khăn quàng cổ. Hẳn là nhận không ra đi. Bên cạnh mấy người không quá xác định nói. Bọn hắn cắn răng một cái, vẫn là hướng đám người hội tụ mà đi. Tại lại chờ đợi sau khi. Vạn phúc thương hội đại môn mở ra, một vị quản gia bộ dáng nam tử đi ra, mở miệng quát, các vị, quy củ chúng ta trước đó liền đã nói qua, muốn cùng chúng ta vạn phúc thương hội cùng đi mỗi người thu năm tiền bạc không nguyện ý giao tha thứ chúng ta không thể tiếp nhận mấy tên gã sai vặt trực tiếp đi hướng đám người bắt đầu lấy tiền đám người nhao nhao run run cho dù giá cả đắt đỏ nhưng là bọn hắn hay là không có lựa chọn khác chỉ có thể giao tiền tại một đám gã sai vặt dẹp xong tiền về sau tên kia quản gia khẽ gật đầu một cái lần nữa trở về trong phòng hàng phong càng thêm chói tai thiên không lại đã nổi lên bông tuyết. Rất nhiều người trực tiếp nguyền rủa. Rốt cục, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Từng thớt chứa đầy hàng hóa ngựa thồ, bắt đầu từ vạn phúc thương hội đại môn bên trong đi lại ra. Ngoại trừ những này ngựa thồ bên ngoài, còn có mấy chiếc có chút hoa lệ xe ngựa. Vạn phúc thương hội hội trưởng Vương Thiết Sinh, đứng trên xe ngựa, hai tay chắp lên, mở miệng hô, các vị, nhận được các vị để mắt thương hội, nguyện ý cùng chúng ta vạn phúc thương hội cùng đi, vương mộ ở đây đa tạ các vị, hy vọng ven đường bên trong, đại gia có thể tương hỗ đoàn kết, tuyệt đối không nên xuất hiện không cần thiết tranh chấp. Đám người nhao nhao kêu lên, cam đoan sẽ không. Vương thiết sinh nhẹ nhàng gật đầu, lúc này lùi về xe ngựa. Số lớn ngựa thồ, đội xe bắt đầu hướng về phía trước xuất phát. Đằng sau thì là thành quần kết đội võ sư. Lưu trưởng lão, chúng ta cũng đi dương phóng nói một tiếng bước đi bước chân cùng hướng về phía đám người lưu trưởng lão trong lòng thở dài đem ánh mắt từ khu quần cư thu hồi đi theo dương phóng sau lưng nếu không phải là bị bước đến loại tình trạng này ai nguyện ý rời đi sinh hoạt mấy chục năm địa phương sáu bảy trăm người đội ngũ đơn giản như là một hàng dài đẩy rất xa mà cái này còn không phải toàn bộ có người nghĩ tỉnh năm tiền bạc đều là tại trên nửa đường đột nhiên chui ra gia nhập vào. Tại đến khu quần cư cổng thời điểm, một cái khác sống đội ngũ đã đợi đợi đã lâu. Rõ ràng là Thanh Mộc Bang. Thanh Mộc Bang vốn là khu quần cư bên trong trung đẳng thế lực, cùng Hắc hổ bang không sai biệt lắm. Lần này kiếp nạn về sau, cũng còn mới còn lại hơn 30 người. Chỉ là sau lưng bọn hắn đồng dạng tụ tập đại lượng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ di chuyển tán tu. Vương Thiết Sinh lần nữa từ xe ngựa đi ra, cùng thanh mộc ban phó ban chủ hồ thiết thụ gặp mặt một lần nói mấy câu về sau liền bắt đầu sát nhập cùng một chỗ hồ ban chủ dọc theo con đường này phải tất yếu đoàn kết vương thiết sinh nói đúng thế kia là từ giờ trở đi chúng ta thanh mộc ban liền đảm nhiệm đội chấp pháp ngũ cam đoan không cho bất luận kẻ nào nháo sự hồ thiết thụ nói vương thiết sinh liên tục gật đầu Đội ngũ khổng lồ lúc này bắt đầu trùng trùng điệp điệp bắt đầu xuất phát. Giờ phút này, sắc trời mới vừa vặn chuyển sáng. Một đám người ngược đạp tuyết, hướng về nơi xa tiến lên. Bất quá vạn phúc thương hội lại không phải là một mực tại đi. Bọn hắn đi cho tới trưa về sau, thế mà liền bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, toàn bộ đến trưa đều đang ngủ. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, ban đêm rừng rậm phá lệ nguy hiểm có tà linh ẩn hiện, cho nên chỉ có thể ở ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đi đường, ban đêm nhất định không thể dừng lại tại một nơi nào đó thời gian quá dài, bằng không, tuyệt đối sẽ dẫn tới không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Lưu trưởng lão ngưng giải thích rõ, cho nên các ngươi hiện tại mau ngủ đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đang lúc hoàng hôn, vạn phúc thương hội liền phải đi đường, đi lần này chí ít đi suốt cả đêm. Thì ra là thế. Bên người mấy người nhau nhau biến sắc, không còn dám nói chuyện phím, vội vàng tìm hốc cây bắt đầu nghỉ ngơi. Dù bọn hắn đều là võ sư, nhưng nếu là không nghỉ ngơi, cũng không kiên trì được bao lâu. Lưu trưởng lão, lần này đi Bạch Lạc Thành muốn đi bao lâu? Dương Phóng hỏi. Xem vận khí, vận khí tốt không lạc đường, nửa tháng tả hữu liền đến, vận khí không tốt, liền khó nói. Lưu trưởng lão nói. Dương Phóng trong lòng cũng sinh ra một cổ lớn lao áp lực hắn không nói thêm lời tìm hốc cây bắt đầu ngồi xếp bằng nghỉ ngơi cùng lưu trưởng lão nói đồng dạng đến trưa quá khứ cơ hồ vừa mới hoàng hôn vạn phúc thương hội đội kỵ mã liền bắt đầu lần nữa khởi hành thành quần kết đội hướng về phía trước tiếp tục hành tẩu mà lúc này đây bông tuyết đã dừng lại nhưng ban đêm rừng rậm lại càng thêm rét lạnh vì phòng ngừa dẫn tới phiền toái không cần thiết bọn hắn ngay cả bó đuốc cũng không dám điểm toàn bằng lấy vạn phúc thương hội kinh nghiệm càng đi về phía trước nửa đêm trước thời gian đảo mắt liền qua a à, bỗng nhiên hành tẩu trong đội ngũ truyền đến một trận tiếng kêu chói tai dị thường thê thảm đám người giật mình trong nháy mắt táo động nhanh cứu mạng a có người bị tà linh kéo đi tà linh có tà linh xuất hiện cứu mạng a từng đợt gọi truyền ra dương phóng trong lòng ngưng tụ trực tiếp quay đầu nhìn lại. Sau lưng mảng lớn tán tu lâm vào kinh hoảng. Thanh một ban cao thủ lập tức xông ra, bắt đầu gào to, để cho người ta an tĩnh lại. Trong hỗn loạn, một cái quỷ dị lão nhân lặng lặng đứng ở đội ngũ tối hậu phương, trên mặt tiếu dung, hướng về đám người xa xa trông lại, miệng liệt đến sau tai cùng, trên mặt có loại không nói ra được ta mị. Tại lão nhân kia bả vai, thình lình còn ngồi một người mặt đỏ cái yếm đồng tử, con mắt miệng một mảnh trống rỗng, gạt ra tiếu dung, trong ngực ông một cái đầu, ngay tại chăm chú mút vào. Là nó. Dương Phóng trong lòng giật mình. Hai cái này tà linh còn tại. Rất sớm trước đó hắn liền gặp được bọn chúng. Kết quả còn chưa có chết. Thanh một ban đệ tử cũng lâm vào kinh hoảng, thấy được lão nhân kia về sau, tê cả da đầu. Đi mau, đi mau, không nên dừng lại. Thanh một ban hồ thiết thụ gầm thét lên tiếng toàn bộ đội ngũ đều tại gia tốc hành tẩu tà linh ẩn hiện thời gian thường thường là sau nửa đêm nhưng là sẽ không vượt qua ba canh chỉ cần ba canh thoáng qua một cái nó liền sẽ tự động rút đi đám người bối rối tất cả mọi người đang tăng nhanh bước chân hì hì ha ha đồng tử tiếng cười rõ ràng có thể nghe trống rỗng con mắt nhìn về phía đám người như là đem mọi người trở thành con mồi đồng dạng phiền toái dương đạo trên người ngươi không có tịch tà ngọc đi tà khối này tịch tà ngọc ngươi cầm lưu trưởng lão bước nhanh hành tẩu đem trên thân một khối đã bàn đến bao tương tịch tà ngọc giao cho dương phóng đạo ta là tứ phẩm tu vi cái kia tà linh trong thời gian ngắn không dám đụng đến ta dương phóng sắc mặt biến huyển nhìn trước mắt tịch tà ngọc vẫn là không có đưa tay đón lưu trưởng lão chúng ta đi nhanh lên sẽ không có chuyện gì đi ngươi làm sao nói nhiều như vậy để ngươi cầm thì cứ cầm lưu trưởng lão giận dữ đem khối kia tịch tà ngọc cưỡng ép nhét vào dương phóng trong ngực nhanh chóng đi về phía trước đi à sau lưng lần nữa truyền đến một trận khàn cả giọng kêu thảm nương theo lấy từng đợt đồng tử tiếng cười đám người trở nên càng thêm kinh hoảng dương phóng vừa đi một bên quay đầu nhìn lại chỉ gặp kia đồng tử đã từ lão nhân dưới bờ vai tới nó trên mặt đất bò tốc độ cực nhanh màn trên mặt quỷ mị tiếu dung như là một đạo tàn ảnh, lóe lên một cái, liền trong nháy mắt lấy xuống một vị nam tử trưởng thành đầu. Mà lão nhân kia thì từ đầu đến cuối dáng tại đội ngũ đằng sau, trên mặt tiếu dung, cũng không xuất thủ. Nó tự như là một vị hiền hòa gia gia, chuyên môn cho mình cháu trai lượt trận. Nhanh, lại nhanh chút. Hồ thiết thụ gầm thét. Rất nhiều người vì toàn lực chạy, đem trên thân hàng hóa đều cho ném khắp nơi đều là mỗi người đều hoảng sợ đến cực hạn. Đám người loạn thành một đống. Dương Phóng trong lòng chuyển sang lạnh lẽo, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, từ nội giáp của mình bên trong trực tiếp kéo ra một khối hai chỉ lớn nhỏ tịch tà ngọc ra. Hắn một bên hốt hoảng chạy vọt về phía trước chạy, một bên quay đầu nhìn lại, bắt chuẩn cơ hội, cong ngón búng ra. Sưu Một khối tịch tà ngọc trong nháy mắt bay ra, bọc lấy thật dày khí kình, như là đạn đồng dạng trong nháy mắt xuyên thấu mấy chục mét. Âm. À, a một trận dị thường thê thảm trong nháy mắt phát ra. Tịch tà ngọc trắng trắng chắc chắc đánh vào cái kia đồng tử tráng. Đồng tử phát ra một trận dị thường tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại chỗ bay ngược, đầu bốc khói, hung hăng nện ở nơi xa. Toàn bộ tịch tà ngọc trực tiếp khảm nạm tại gáy của nó bên trên, suy suy rung động, không ngừng bốc khói, để nó đau đến lăn lộn đầy đất, thanh âm thê lương sau lưng vị kia lão quỷ vừa nhìn thấy một màn này lập tức phát ra từng đợt đáng sợ gào thét một tiếng lúc này hướng về kia vị đồng tử nhanh chóng lao tới chỉ là bàn tay của nó rơi trên tịch tà ngọc cũng bị nóng xoẹt xoẹt bốc khói thê lương kêu to đám người thừa cơ hội này càng thêm kinh hoảng hướng về phía trước chạy trốn không chết dương phóng trong lòng giật mình đây chẳng lẽ là lão quỷ trăm tuổi bình thường tà linh bị tịch tà ngọc đánh như vậy một chút, đã sớm thành tro. Dương Phóng quay người tiếp tục chạy trốn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Đường xá gian khổ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 79 Đường xá gian khổ Đám người đại loạn Tất cả mọi người tại ngược đạp tuyết, điên cuồng chạy trốn lại thêm bốn phía đen nhánh núi cao rừng rậm cái này vừa chạy lúc này có không ít người chạy tán bất quá cũng may phía sau cái kia tà linh không có tiếp tục xuất hiện nó nhận lấy tịch tà ngọc trọng kích về sau vẫn ở nơi đó kêu thảm liền đới lấy vị kia lão quỷ cũng không có đuổi theo muốn trợ giúp cháu trai gỡ xuống cái trán tịch tà ngọc từng đợt đáng sợ gào thét từ đen nhánh rừng chỗ sâu không ngừng tiếng vọng làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, chỉ muốn liều mạng chạy trốn. Cái này vừa trốn lẳng lặng ước chừng qua hơn nửa đêm. Từ nửa đêm một mực chạy trốn tới ngày thứ hai hừng đông, tuyết lớn đã sớm ngừng. Rất nhiều người chạy chân đều nhanh đoạn mất. Rốt cục, phía trước đội xe ngừng lại. Vạn phúc thương hội, thanh mộc ba người tất cả đều miệng lớn thở hổn hển, từng cái sắc mặt trắng bệt, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn vội vàng bắt đầu mời đốt lên người một nhà số lượng. Cái khác đông đảo võ sư cũng đều tại hô bằng gọi hữu. Trong lúc nhất thời, rừng chỗ sâu các loại thanh âm không ngừng vang lên. Dương đạo, Dương đạo ngươi không sao chứ? Lưu trưởng lão Phong trần mệt mỏi, nhanh chóng chạy tới, thở hổn hển nói. Không có việc gì, cũng may chạy rất nhanh, kia tà linh không có đuổi theo. Dương phóng thở hồng hộc, bỗng nhiên kịp phản ứng từ trong ngực đem khối kia đã bàn đến bao tương tịch tà ngọc lấy ra, giao cho lưu trưởng lão, đạo, lưu trưởng lão, kia tà linh đã không có, cái này tịch tà ngọc trả lại cho ngươi đi. Ai, ngươi cầm đi, kia tà linh không chừng đêm nay sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Lưu trưởng lão phất tay cự tuyệt, ngăn trở dương phóng động tác. Dương phóng có chút trầm mặt, vẫn là tạm thời nhận tịch tà ngọc. Lúc này, lưu trưởng lão hướng về đám người nhìn lại, lộ ra giật mình, đạo, lần này tổn thất nhân mã không ít, tối thiểu có vài chục người không có theo tới a. À. Trước đó trời tối rừng rậm, lại có tà linh uy hiếp, rất nhiều người không phải bị tà linh giết, mà là bối rối phía dưới chạy sai nói. Dương phóng hướng về đám người nhìn lại, nặng nề gật đầu. đúng thế. trong đám người không ít người tại bôi nước mắt, là lên trước đó bằng hữu. đáng tiếc nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. các ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi lập tức còn muốn tiếp tục đi đường. Bỗng nhiên, thanh mộc ban hồ thiết thụ đứng tại trên một cây đại thụ, mở miệng gào to, nội lực dồi dào. Đám người hiểu được, lúc này thừa cơ khôi phục nội tức. Còn có người thì lấy ra lương khô, đi đầu bổ sung thể lực. Dương đạo, người mang thức ăn sao? Tạ cái này có thịt khô ngươi đến điểm. Lưu trưởng lão từ bao khỏa bên trong toát ra một miếng thịt làm, đưa cho Dương Phóng. Không cần, ta cũng mang lương khô dương phóng lấy ra mấy cái mễ đoàn không ăn thịt thể lực khẳng định sẽ theo không kịp ăn trước thịt lưu trưởng lão đem kia sớm nướng chín thịt khô nhét vào dương phóng trong tay mọi người tại nơi này nghỉ ngơi ước chừng chung trà thời gian về sau lần nữa bắt đầu khởi hành bất quá cũng may tiếp xuống cũng không có đi bao lâu cùng giống như hôm qua vừa tới giữa trưa thương hội cùng thanh mộc ban liền lần nữa ngừng lại bắt đầu nghỉ ngơi lần này không thông qua bất luận người nào nhắc nhở tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi bởi vì tiếp xuống khẳng định sẽ còn mệt mỏi hơn bọn hắn đã nắm đúng thương hội đi đường thời gian cơ bản đều là buổi chiều nghỉ ngơi ban đêm cùng buổi sáng đi đường theo đám người nghỉ ngơi trong đám người một đám lam tin người lần nữa lặng lẽ yên lặng tụ tập chung một chỗ thế nào liên hệ đến nhiều ít lão triệu không thấy Phương Thiên cũng không thấy, còn có Tào Vân Long, Quách Hải. Ai, hy vọng đại gia lần này đều có thể bình an đến. Tiếng thở dài vang lên. Đến trưa quá khứ. Cơ hồ vừa tới hoàng hôn, thương hội cùng thanh mộc ban liền lần nữa hành động, toàn lực hướng về phía trước đi đường. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy, cấp tóc theo ở phía sau. Đêm nay cũng không có gặp được tuyết lớn. Nhưng trong rừng lại tràn ngập lên một tầng thật dày sương mù khiến cho nguyên bản liền đen nhánh rừng lộ ra càng thêm yêu dị tất cả mọi người trong lòng khủng hoảng theo sát phía trước bóng người sợ mình sẽ theo không kịp lúc này một khi theo không kịp xác định vững chắc sẽ lạc đường hì hì ha ha vừa qua khỏi nửa đêm trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng cười cùng ngày hôm qua đồng tử cơ hồ giống nhau như đúc quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng tất cả mọi người da đầu sắp vỡ trong lòng hoảng sợ Tà Linh lại tới, mau trốn a! À, ngày hôm qua Tà Linh lại xuất hiện, đám người trong nháy mắt đại loạn, tất cả mọi người đang tăng nhanh bước chân hướng về phía trước điên cuồng bỏ chạy. Chỉ bất quá loại kia quỷ gì tiếng cười nhưng thủy chung tại mọi người bên tai quanh quẩn. Đáng sợ là chỉ có thể nghe được tiếng cười, lại phán đoán không ra kia Tà Linh đến cùng ở đâu loại phương vị. Bốn phía sương mù quá đậm, tăng thêm bóng đêm đen nhánh cho dù ngay cả dương phóng cũng không nhìn thấy đối phương ở đâu. À, đám người hỗn loạn bên trong bỗng nhiên truyền đến kêu thảm, vô cùng hoảng sợ, để cho người ta nghe được hồn phách đều nhanh bay ra ngoài. Đám người bộ pháp trở nên nhanh hơn. Dương đạo, dương đạo. Đám người hỗn loạn bên trong, lưu trưởng lão chợt phát hiện dương phóng không có, không khỏi quay đầu hô to. Chỉ là sương mù quá nặng, đám người hỗn loạn, chỗ nào còn có thể nhìn thấy dương phóng một tia cái bóng. Lưu trưởng lão sắc mặt biến huyển, cắn răng một cái, hướng về đằng sau phóng đi, tiếp tục hét lớn, dương đạo. Hô! Bỗng nhiên, một cổ dị thường khí tức âm lãnh từ phía sau khu vực nhanh chóng đánh tới, trùng trùng điệp điệp, giống như là thủy triều âm trầm thấu xương, hướng về đang chạy thuộc mạng đám người phủ tới. Lưu trưởng lão cũng đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng âm hàng, thật giống như giữa mùa đông trần trùng lõa thể, toàn thân trên dưới rung lẫy bẫy liên đới lấy hô hấp cũng biến thành khó khăn tự như một con bàn tay vô hình một chút bóp lấy hắn yết hầu lưu trưởng lão trong lòng hoảng sợ trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình như là hóa đá không cách nào động đậy một chút ý thức ngơ ngơ ngác ngác giống như là đang nhanh chóng rơi vào một loại nào đó vượt sâu không đấy chung quanh rất nhiều người cũng đều là như thế sắc mặt ngẩn ngơ không nhúc nhích thân thể run lẩy bẩy cút bỗng nhiên nồng đậm trong sương mù một đạo kinh khủng trống to vang lên, âm âm, như huy hoàng thiên uy, giống như phích lịch lôi giận, mang theo một cổ khiếp người tâm hồn khí thế khủng bố hướng về mê vụ chỗ sâu xuyên qua mà đi, lôi âm, à, mê vụ chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến hai đạo dị thường tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khi hai con tà linh tự hồ nhận được cái gì không thể tưởng tượng nổi ảnh hưởng đồng dạng bị âm khí bao phủ lại lưu trưởng lão bọn người tất cả đều trong nháy mắt lần nữa khôi phục ý thức, lộ ra kinh hãi, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Dương đạo Lưu trưởng lão một bên trốn, một bên tại tiếp tục gọi. Lưu trưởng lão, ta ở chỗ này. Lưu trưởng lão bên người không xa, truyền đến dương phóng thanh âm. Hảo tiểu tử, đi mau. Lưu trưởng lão sắc mặt đại hỷ, thân thể nhoáng một cái, xuyên qua mê vụ, đi vào dương phóng bên người nắm lấy dương phóng liền hướng về phía trước bỏ chạy còn lại tất cả mọi người đang sợ hãi chạy trốn dương phóng trong lòng âm thầm nghiêm nghị lần nữa nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua kia tà linh hẳn là sẽ không lại đuổi tới a à? hắn nguyên bản đã chạy xa không nghĩ tới lưu trưởng lão thế mà đần độn hướng phía sau đi tìm hắn may mắn sương mù tràn ngập lại là sắc trời đen nhánh không ai nhìn thấy hắn thi triển lôi âm sự tình bằng không hắn thật đúng là không tốt giải thích. Vạn nhất bị Lam tin người nhìn thấy, sau khi trở về báo cáo hắn, hắn cái này lôi âm khẳng định được giao chính thức, dù sao cá nhân lợi ích làm sao có thể cùng. Đúng không? Lôi âm, đối với tà linh quả nhiên có lớn lao tác dụng khắc chế. Mình hô một câu, khi hai con tà linh liền thê thảm kêu to, kinh hoảng chạy trốn. Điểm này so tịch tà ngọc còn hữu dụng. Đi mau đi mau, đừng tụt lại phía sau. Lưu trưởng lão dắt dương phóng, một đường cùng vọt. Cùng hôm qua gần như giống nhau như đúc, đám người lần nữa một hơi chạy suốt cả đêm. Thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, mới rốt cục dừng lại. Mà lúc này đám người thanh điểm đám người, lại kinh hãi phát hiện, trực tiếp thiếu đi trên trăm người. Không cần nghĩ cũng biết, lại là lạc đường. Sương mù tràn ngập thêm bóng đêm đen nhánh, không lạc đường mới gọi gặp quỷ. Hắc Si. Trong đám người đột nhiên có không ít người hát hơi một cái, tiếp lấy rung lẩy bẫy, sắc mặt trắng bệt, như là được bệnh sốt rét, núp ở một bên, liều mạng run run. Dương phóng biến sắc, nhìn về phía lưu trưởng lão. Chỉ gặp lưu trưởng lão cũng là dạng này, toàn thân phát run, bờ môi tím xanh, núp ở một bên đại thụ bên cạnh. Hắn lúc này dùng bàn tay sờ về phía đối phương cái trán Lại phát hiện đối phương cái trán đơn giản giống như là một khối hàng băng, kỳ hàng vô cùng lưu trưởng lão người thế nào dương phóng liền vội vàng hỏi không biết lạnh lạnh quá lưu trưởng lão run lẩy bẩy thanh âm run rẩy dương phóng trong lòng thất kinh đột nhiên kịp phản ứng chẳng lẽ là tà linh bị tà linh ảnh vang lên người đều có thể như vậy hắn lúc này nhìn về phía những người khác chỉ gặp những cái kia đánh lấy bệnh sốt rét người cơ hồ đều là trước đó giống như lưu trưởng lão bị loại kia tâm lãnh lực lượng bao phủ người tà linh mặc dù đi xa nhưng là loại kia tâm lãnh lực lượng lại thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn họ để bọn hắn toàn thân phát run lưu trưởng lão khối này tịch tà ngọc ngươi cầm trước hắn lúc này đem trước khối kia tịch tà ngọc lấy ra nhét vào lưu trưởng lão trong tay nhưng cho dù cầm tịch tà ngọc lưu trưởng lão trên thân vẫn không có đổi mới đang không ngừng phát run bờ môi mí mắt tất cả đều tím xanh Dương Phóng lúc này nắm lên lưu trưởng lão cổ tay, sờ về phía hắn mạch môn, bắt đầu xem mạch. Thời gian dần qua. Dương Phóng mày nhăn lại, lúc này từ phía sau lấy ra một cái bọc lớn, từ bên trong cầm một bộ ngân châm ra, rút ra ngân châm, hướng về lưu trưởng lão trên người mấy cái huyệt vị kích thích mà đi. Theo ngân châm đâm huyệt, lưu trưởng lão tình huống rõ ràng rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, phát trung cũng biến thành không tại rõ ràng như vậy, nhưng là bờ môi cùng mí mắt vẫn là đạm màu xanh lưu trưởng lão ngươi cảm giác khá hơn chút nào không dương phóng hỏi dễ chịu thoải mái hơn lưu trưởng lão đáp lại thanh âm cũng không còn tượng trước đó như thế run rẩy đáng tiếc không có dược vật nếu không phối hợp dược vật hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn dương phóng nói đại phu đại phu cũng liền mau cứu ta đi ta lạnh quá bỗng nhiên một bên có một cái mí mắt phát xanh rung lẫy bảy nam tử hoảng sợ hướng về dương phóng bên này bò tới đúng vậy a à, cứu lấy chúng ta đi còn có ta đại phu cứu ta bốn phía thanh âm vang lên một chút có vài chục người tất cả đều run rẩy nhanh chóng chạy tới dương phóng sắc mặt khẽ giật mình chậm rãi gật đầu ta sẽ chỉ một điểm gia long y thuật có thể hay không cứu các vị còn cần nhìn các vị chính mình cầu đại phu trước cứu ta một đại hán khủng hoảng mở miệng sau đó dương phóng mang tới ngân châm bắt đầu ở trên thân mọi người lần lượt ghim lúc này thương hội cùng thanh mộc bang cũng không có gấp đi đường bởi vì bọn họ người đồng dạng hữu thụ ảnh hưởng cũng may bên cạnh bọn họ đều theo đại phu giờ phút này đều đang cố gắng trị liệu dương phóng từng đợt đâm đi xuống mặc dù không cách nào triệt để trừ tận gốc bọn hắn rét lạnh nhưng lại để bọn hắn tình huống thay đổi rất nhiều cứ như vậy cho tới trưa quá khứ mấy chục người rất nhanh bị hắn đâm một lần mà dương phóng y thuật cũng theo đó nước lên thì thuyền lên từ nhập môn nhất cử đạt tới nhập môn lúc này thanh mộc ban một vị cao thủ đột nhiên quát các vị hôm nay không đi đường trước tiên ở nơi này chỉnh đốn cả ngày nhưng tiếp xuống ban đêm cùng ban ngày chúng ta đều sẽ đi đường thẳng đến sáng ngày mốt mới có thể dừng lại cho nên đại gia hiện tại trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đám người một mảnh xôn xao sau đó muốn ngay cả đuổi một ngày hai đêm này lại người chết bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video